Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúa đã đem đến cho tôi đề tài mà tôi sắp sửa công bố với anh chị em. Đề tài đó là chính con phải thay đổi trước. Thưa anh chị em, ở trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều người trong chúng ta có những cái sự phàn nàn về người này người kia. Thậm chí chúng ta có những sự chỉ trích, lên án người này người kia. Nhưng ít khi nào chúng ta tra xét lại đời sống của mình để xem mình đang thật sự sống như thế nào. Con mắt của chúng ta thường nhìn vào người khác, ngón tay của chúng ta thường chỉ vào người khác. Và có rất nhiều người khi họ nghe một bài giảng thì họ sẽ nói như thế này, họ sẽ nhủ thầm như thế này: giá như ông chồng của tôi, ông nghe được bài giảng này. Rồi có những ông chồng thì suy nghĩ: giá như bà vợ của tôi nghe được bài giảng này. Mà tôi không biết ông chồng nào nghĩ thế này: giá như mụ vợ của tôi nghe được bài giảng này. Rồi có thể có những người đang yêu nhau thì cô gái nghĩ rằng: giá như bạn trai của tôi nghe được bài giảng này. Hay là chàng trai nghĩ rằng: giá như bạn gái của tôi nghe được bài giảng này. Hoặc là giá như người hàng xóm của tôi nghe được bài giảng này. Giá như cái người tín hữu kia nghe được bài giảng này, giá như cha của tôi nghe được bài giảng này, giá như mẹ của tôi nghe được bài giảng này. Thật ra không có gì sai cả, nó vẫn đúng thôi. Nó vẫn là đúng, nó vẫn là tốt. Thì chúng ta có một mong muốn rằng ai đó trong các mối quan hệ của chúng ta nghe được một sứ điệp tốt lành. Nó vẫn là đúng, vẫn là tốt khi chúng ta mong muốn rằng người khác thay đổi. Nhưng có một điều chúng ta thiếu sót. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn người khác thay đổi và làm mọi cách, chúng ta nói đủ cách, chúng ta thể hiện cái cách này cách nọ, và chúng ta muốn người khác thay đổi, trong khi chính bản thân chúng ta không nhìn thấy những lỗi lầm của mình, chính bản thân của chúng ta không nhìn thấy cái khuyết của mình, chính bản thân của chúng ta không nhìn thấy những cái điều chưa tốt của mình. Và khi chúng ta sống một đời sống như vậy, đồng thời chúng ta cứ mong muốn, chúng ta cứ áp lực, chúng ta cứ nói để cho người khác thay đổi, thì cuối cùng nó không có cái gì thay đổi cả, và nó có một cái tác dụng ngược. Nó tạo nên những sự xung đột ở trong đời sống của chúng ta. Tôi nhớ lại buổi đầu hôn nhân của tôi và vợ tôi là Hoàng Ân. Một lần nữa, tôi sẽ rất chân thành để kể lại những gì thật sự xảy ra trong hôn nhân của chúng tôi, để làm một ví dụ rất thực tế cho anh chị em, để rồi anh chị em có thể rút tỉa một cái điều gì đó tốt đẹp cho đời sống của mình trong giai đoạn đầu của hôn nhân. Mặc dù chúng tôi thật sự rất yêu nhau, không thể nói khác đi được. Tôi rất yêu vợ tôi và vợ tôi cũng rất yêu tôi. Tôi biết chắc điều đó. Có một số người chồng chưa biết chắc là vợ mình yêu mình hay không, nhưng tôi biết chắc rằng vợ tôi rất yêu tôi. Tại sao? Tại vì trong giai đoạn đó tôi là người đàn ông trắng tay, và thậm chí người ta nói những cái điều không tốt đẹp về tôi, người ta nói xấu đủ thứ cái. Nhưng mà trong giai đoạn đó, vợ của tôi đã đến với tôi và vợ của tôi đã sẵn sàng bước vào trong cuộc hôn nhân với tôi. Cho nên tôi có thể đảm bảo rằng vợ của tôi rất yêu tôi. Nhưng mà cái tình yêu nó không có đủ anh chị. Chúng ta cần có sự hiểu biết về nhiều mặt ở trong hôn nhân để chúng ta có thể sống thuận hòa với nhau. Và trong cái giai đoạn đầu đó, cá tính của chúng tôi, cái tri thức của chúng tôi, sở thích của chúng tôi, quan điểm sống của chúng tôi, rất là nhiều thứ, nó dường như là nó xung khắc với nhau, và nó tạo ra những cái cuộc xung đột. Và mỗi một lần như vậy thì tôi thường cảm thấy rất là bức xúc. Một trong những lý do quan trọng khiến tôi cảm thấy bức xúc là như thế này: tôi nghĩ rằng mình là người hiểu biết nhiều hơn, tôi nghĩ rằng mình là người đạo đức hơn, tôi nghĩ rằng mình là cái người thuộc ơn hơn, tôi nghĩ rằng mình là người có lẽ thật nhiều hơn. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng mình có quá nhiều cái hơn, cho nên tôi cảm thấy ấm ức trong lòng. Tôi cảm thấy rất là bức ức, bức xúc mỗi khi có những cái xung đột xảy ra. Mà thường á, thì những cái xung đột đó nó đến từ cái sự thiếu hiểu biết của vợ tôi trong lĩnh vực thuộc linh, bởi vì vợ tôi còn rất là mới. Và có những lúc tôi thật sự giận dữ, rất là giận dữ. Nhưng mà cái sự giận dữ của tôi thì nó không giống như nhiều người. Sau đó thì tôi bình tâm rất là nhanh chóng, và tôi luôn sẵn sàng để làm hòa. Tuy nhiên, nó vẫn không có hiệu quả ở trong giai đoạn đó. Có những lúc tôi thật sự nằm sải dài ở trên sàn hoặc trên giường. Tôi làm như thế này: tôi giang hai tay ra và nước mắt của tôi ràn rụa, và tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm thấy rất là mệt mỏi, thật sự rất là mệt mỏi.
con đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Bây giờ con bước vào một khởi đầu mới, nhưng mà con nghe được cái mùi của sự đổ vỡ nữa. Con không muốn tiếp tục sống cuộc sống như thế này. Con đã cố gắng hết sức, con đã cố để khuyên giải, để nói điều này, nói điều nọ, nhưng mà cô ấy vẫn không thay đổi. Chúa ơi, xin Ngài hãy thay đổi cô ấy. Tôi thường nói đại loại như vậy, và tôi khóc với Chúa rất là nhiều. Và anh chị biết những lúc đó Chúa nói gì với tôi không? Đó là cái đề tài của chúng ta hôm nay. Chính con phải thay đổi trước. Tôi thú thật anh chị em, nó không dễ chấp nhận chút xíu nào cả. Có những lúc tôi đã thật sự lý luận với Chúa, tôi nói tại sao con phải thay đổi trước? Cô ấy là người sai, cô ấy không hiểu biết lời Chúa, và nhiều lĩnh vực khác cô ấy không có sự hiểu biết giống như con là người hiểu biết hơn, con đúng. Tại sao người thay đổi trước không phải là cô ấy mà tại sao là con? Tôi cảm thấy đó là một sự bất công. Nhưng mà hết lần này đến lần khác Chúa nói với tôi là chính con phải thay đổi trước. Thật sự rất khó chấp nhận một cái lời yêu cầu, một cái mạng lệnh rất khó chấp nhận, bởi vì lúc đó vẫn luôn lý luận ở trong đầu của mình và luôn luôn muốn giành cái phần đúng về mình. Nhưng khi mà tôi cứ quyết tâm để tranh giành đúng sai như vậy và cứ nghĩ rằng vì mình hơn người phối ngẫu của mình dùng những cái lý luận đó để mình có thể tranh giành sự chiến thắng, thì cuối cùng không có một cái tác dụng gì cả. Dường như nó chỉ kích động cái tôi của người phối ngẫu của mình lên và làm cho người phối ngẫu của mình muốn nổi loạn lên và chống đối lại mình. Cuối cùng thì tôi đã quyết định vâng phục Chúa. Sau cái thời gian đó, mỗi khi có cái chuyện gì xảy ra, thì thay vì tôi đứng đó và lý luận tranh cãi đúng sai với vợ của mình, thì tôi đi vào một cái nơi riêng tư của tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa và tôi bắt đầu có những lời công bố hợp lý. Ví dụ, nếu tôi cảm nhận rằng có một cái xung đột nó đến giữa vợ chồng chúng tôi, thì tôi sẽ đi ra cái nơi riêng tư của tôi đó. Tôi không nói với vợ của tôi, nhưng tôi đi ra cái nơi riêng tư đó. Thứ nhất, tôi nói như thế này: nhân danh Chúa Jesus Christ, ta khước từ linh của sự cay đắng cùng với tất cả những cảm giác và cảm xúc cay đắng ở trong lòng của ta. Ta ra lệnh cho các người phải cút khỏi ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Jesus Christ, con công bố tha thứ cho vợ của con là hoài ân về việc gì. Và sau đó tôi nói nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho linh xung đột phải cút khỏi vợ chồng chúng ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho linh giận dữ phải cút khỏi vợ chồng chúng ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Và tôi nói với anh chị em cực kỳ linh nghiệm, tôi thật sự khám phá ra một bí quyết. Mỗi khi tôi công bố như vậy thì tình hình chuyển biến một cách thật là nhanh chóng, chỉ tính bằng phút thôi anh chị, thật sự như vậy. Và sau đó vợ chồng của chúng tôi hòa thuận lại với nhau một cách kỳ diệu. Có những lúc tôi vừa công bố xong, tôi bước xuống nhà bếp, trước đó thì mặt vợ tôi hầm hầm, nhưng mà sau khi tôi cầu nguyện và công bố xong thì tôi thấy vợ của tôi mặt giãn ra, một nét mặt rất là dễ chịu. Và sau đó tôi nghe những cái lời nói nghe rất là dễ chịu, và sau đó chúng tôi lại vui vẻ với nhau. Và tôi biết rằng đó là điều đúng mà mình cần phải làm. Như vậy thì khi Chúa nói rằng chính con phải thay đổi trước, không phải là vì tôi là người tội lỗi, không phải tôi là người xấu xa mà phải thay đổi, không hẳn là như vậy. Trong thực tế có những người thật sự họ sống tội lỗi, họ sống xấu xa và họ phải thay đổi. Nhưng mà cũng có những người không hẳn là tội lỗi, là xấu xa, nhưng mà có điều gì đó cần phải được nâng cấp hơn, có điều gì đó cần phải được hoàn thiện hơn, có điều gì đó cần phải được làm cho tốt hơn. Chúa muốn nâng cấp đức tin của mỗi người chúng ta, Chúa muốn nâng giá trị của mỗi người chúng ta lên. Có nhiều lúc chúng ta suy nghĩ như thế là Đức Chúa Trời là đấng mất kiểm soát, hình như cái chuyện này xảy ra nó không có ở trong tầm kiểm soát của Ngài, giống như cái chuyện hên xui me rủi vậy đó. Tôi khẳng định với anh chị em không có chuyện đó. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Anh chị em có tin điều đó không? Anh chị em có tin rằng nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì Satan không có cách gì để gieo rắc bệnh tật vào trong anh chị em không? Anh chị em tin không? Anh chị em có tin điều đó không? Rõ ràng là Đức Chúa Trời có cho phép việc đó xảy ra thì nó mới xảy ra. Nếu anh chị em muốn một cái bằng chứng về điều đó, hãy đọc sách Gióp. Hãy đọc sách Gióp. Đức Chúa Trời đã khen Gióp trước mặt Satan, nhưng mà nó không tin điều đó. Nó nói là tại vì Đức Chúa Trời quá ưu đãi Gióp,
Cho nên giống như trung tín với Chúa. Nó nói là thử đụng đến ông coi, đụng đến tài sản, đụng đến điều này điều kia coi, mà đụng đến chính thân thể của ông xem, ông có còn trung tín không. Và Chúa đã cho phép Satan hai lần đụng vào Job, và lần thứ hai là đụng vào chính thân thể của Job, gieo rắc một chứng bệnh ung đầu. Rõ ràng Đức Chúa Trời cho phép. Và ở trong sự cho phép của Đức Chúa Trời có cái sự giới hạn của Ngài. Mỗi một lần như vậy, anh chị đọc kỹ lại đi, Đức Chúa Trời đưa ra một cái giới hạn và Satan chỉ có thể hành động trong giới hạn đó. Và lần thứ hai, khi Ngài cho phép Satan đụng đến thân thể của Job thì Ngài nói rằng nhưng không được đụng đến mạng sống của Job. Anh chị thấy không? Và đâu phải ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra. Ngài đang muốn chứng minh rằng lời Ngài khen Job là đúng. Job thật sự là tôi tớ trung tín của Chúa. Và quả thật như vậy, Job đã thể hiện sự trung tín và cuối cùng thì ông đã được Chúa chữa lành. Và tất cả những gì ông bị mất mát, Chúa đều bù đắp cho ông gấp đôi. Chỉ riêng bà vợ là không gấp đôi thôi. Bởi vì cái bà vợ đó chính là thử thách lớn nhất của ông đây. Ngay trong lúc đau đớn cùng cực nhất thì bà nói là giờ này mà ông còn trung tín với Chúa Trời, ông hãy rủa xả đi Chúa Trời rồi chết quách đi cho rồi. Cho nên nếu mà Chúa gấp đôi thêm một người vợ vậy thì chắc gió khó khăn lắm đấy. Thì Chúa Trời rất là tâm lý. Cho nên chỉ riêng bà vợ không gấp đôi thôi. Nếu anh chị em thật sự thống kê lại tất cả những con số trong đó, tất cả đều gấp đôi. Một số người sẽ bắt bẻ tôi và nói, thưa mục sư, con cái không gấp đôi, chỉ đúng số con cái đó thôi. Tôi xin thưa rằng gấp đôi. Nếu ai muốn tranh luận với tôi, mở kinh thánh ra. Bởi vì những cái đứa con trước đó mà bị sập nhà chết đó, tôi tin chắc rằng chúng nó ở thiên đàng. Tôi tin điều đó. Chúng nó sống ở trong một gia đình tin kính Chúa, và cha của chúng nó cầu nguyện cho chúng nó thường xuyên, và có một sự giáo huấn dạy dỗ đàng hoàng. Và tôi tin rằng chúng nó không mất ở đâu cả. Chúng nó chỉ mất cái cuộc sống tạm ở trên trần gian này thôi. Nhưng mà chúng nó đang ở nơi tốt lành của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời bảo bọc. Cho nên tôi vẫn kết luận rằng về con cái đó được gấp đôi. Thưa anh chị em, điều gì mà Đức Chúa Trời cho phép thì nó mới xảy ra được. Như vậy thì có những cái khó khăn, có những nan đề, có những cái nó tưởng chừng như là bế tắc trong cuộc đời của chúng ta. Tôi mong rằng chúng ta sẽ không vội oán trách Đức Chúa Trời hoặc là đổ sự oán trách đến người khác. Nhưng mà thay vào đó, chúng ta cần phải yên lặng và cầu nguyện xem Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta điều gì. Có những nan đề nó đến, nó là cái sự tấn công, cái sự thách thức từ phía kẻ thù, một cái sự tấn công bất hợp pháp. Nhưng mà cũng có những nan đề nó đến là do chính những cái sai lầm của chúng ta. Do chính những sai lầm của chúng ta. Có thể cái người nào đó đang làm một việc sai, đúng, họ làm sai, nhưng mà cũng có những cái sai lầm của chúng ta, và chúng ta có cái trách nhiệm ở trong đó. Cho nên nếu chúng ta cứ ngồi đó mà mong đợi người khác phải thay đổi, còn bản thân của mình không hề có một cái mong muốn để con người mình thay đổi tốt đẹp hơn. Tôi xin thưa với anh chị em rằng sẽ không có ai thay đổi cả. Tôi nói ví dụ thế này. Một người chồng ở trong một gia đình là một người sống không làm gương. Một người chồng ở trong gia đình là một người mà không thể hiện được cái vai trò đúng đắn của một người chồng. Không có uy quyền, không thật sự có sự khôn ngoan, thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm với gia đình. Và vì tất cả những điều đó, nó có một số hậu quả kéo theo. Có thể từ đó người vợ chúng ta không phục, con chúng ta không phục, vợ bắt đầu cảm thấy chán nản đi ra ngoại tình chẳng hạn, con cái cảm thấy chán nản đi ra theo bạn bè xấu, hút chích ma túy vân vân, đua xe cá độ bóng đá vân vân. Thì những cái người chồng như vậy, họ thường nếu họ là một cơ đốc nhân thì họ sẽ đến với Chúa và họ sẽ cầu nguyện thế này: Chúa ơi, Chúa thấy không, vợ con nó ngoại tình, nó phạm tội rất là nặng nề, Chúa ơi xin hãy thay đổi vợ con. Chúa thấy con cái con không, nó đang chơi trác táng, nó theo bạn theo bè, nó hút chích ma túy, nó đua xe, nó cá độ bóng đá, nó mất dạy với con. Xin Chúa hãy thay đổi con cái của con. Tôi xin thưa với anh chị em rằng cái lời cầu nguyện đó thật ra nó không phải là sai, nó tốt. Nhưng mong muốn của chúng ta rằng người thân chúng ta được thay đổi tốt đẹp không có gì sai cả, nó tốt. Nhưng chúng ta bị sai về cái trình tự. Tại vì cái gì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó. Nếu chúng ta là người chồng sống đúng đắn, chúng ta sống làm tròn trách nhiệm với gia đình, chúng ta yêu thương vợ con, chúng ta quan tâm đến vợ con, chúng ta là người có đức tin tốt, thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ có cái uy quyền ở trong gia đình đó. Những người khác họ rất dễ công nhận cái uy quyền của chúng ta. Một trong những cái sai lầm của nhiều người là gì? Họ mong muốn có uy quyền, nhưng họ sống
một cái đời sống không xứng đáng để nhận cái uy quyền đó, mà tự họ đánh mất cái uy quyền đó. Rồi họ cứ nói tại sao người này không tôn trọng tôi, tại sao người kia không tôn trọng tôi, tại sao người này thế này, tại sao người kia cái thế nọ. Rồi mỗi khi đến với Chúa, họ chỉ biết cầu nguyện cho những người khác. Chúa ơi, xin hãy biến đổi vợ con. Chúa ơi, xin hãy biến đổi con của con. Chúa ơi, xin hãy biến đổi người này, biến đổi người kia. Nhưng họ không nhìn vào bản thân của họ để thấy những cái sai của họ. Như vậy thì nếu áp dụng giống như trường hợp của vợ chồng chúng tôi, thì cái người chồng đó để làm gì? Tôi tin rằng người chồng đã thấy mình cứ ngồi đó oán trách vợ con mình. Rồi cái cầu nguyện, Chúa ơi, biến đổi vợ con. Chúa ơi, biến đổi con của con. Thì lời khuyên của tôi là lên, đi đến một cái nơi riêng tư của mình, tra xét lại đời sống của mình. Hãy nhìn thẳng vào những cái sai của mình. Hãy can đảm, hãy dũng cảm, hãy trung thực để nhận nó. Hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và hãy cầu nguyện rằng, Chúa ơi, xin giúp con để chính đời sống con được thay đổi trước. Và tôi tin rằng, khi mà chính chúng ta bắt đầu có những sự thay đổi tích cực, thì những người xung quanh của chúng ta sẽ dần thay đổi. Amen không chị em? Câu chuyện vĩ đại nhất là câu chuyện về Chúa Jesus Christ. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng trong khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Tôi hỏi anh chị em một câu, Đấng Christ có tội gì không? Ngài không có tội gì cả. Ngài không hề có tội gì cả. Nhưng mà Ngài đã bằng lòng từ bỏ thiên đàng ở trong một khoảng thời gian nhất định để xuống thế gian này. Và qua sự chết hy sinh của Chúa trên thập tự giá, mà loài người chúng ta đã được mở ra một con đường sống, và nhiều người trong chúng ta đã được cứu. Chúng ta đây, những cơ đốc nhân thật đang ở trong căn phòng này, hoặc là những cơ đốc nhân đang theo dõi trên mạng internet, là những người đã được cứu nhờ sự chết hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Amen không chị em? Chúa Giêsu đã không đến để lên án chúng ta. Chúa Giêsu không đến để chỉ trích chúng ta, mà Ngài đến để có thể hy sinh cho chúng ta. Ngài đến để có thể làm tất cả những điều tốt lành nhất để chúng ta được cứu, để tất cả chúng ta ngày hôm nay có thể gọi Đức Chúa Trời Abba là cha. Anh chị em ơi, nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, chúng ta chỉ biết lên án người khác. Chúng ta đứng trước một cái xã hội bất công, chúng ta lên án hết điều này đến điều nọ. Chúng ta nói miệng chưa đã, chúng ta lên Facebook chúng ta đăng. Rồi chúng ta tầm 5, tầm 3, chúng ta lên án điều này, chúng ta lên án điều kia. Và chúng ta càng lên án thì xã hội không thay đổi gì cả. Nhiều người có đó, thậm chí nói thế này, cái xã hội này khốn nạn thật. Tôi nghe nhiều người nói vậy. Cái dân tình mà khốn nạn thật. Nếu đó là cơ đốc nhân thì đáng buồn thôi. Tôi mong họ làm ngược lại. Nếu tôi có cơ hội gặp những người đó, tôi sẽ hỏi một câu nhẹ nhàng thôi: bạn đã làm được gì cho xã hội này? Nếu bạn chưa làm được gì cho xã hội này thì bạn đừng bao giờ mở miệng nói câu đó. Có người chửi rủa công an cái thầm tệ. Tôi không đồng tình về tất cả những gì mà những người công an làm, bởi vì có những cái rõ ràng chính báo chí của nhà nước đưa tin họ làm sai. Nhưng tôi không bao giờ rủa công an. Tôi không bao giờ ngồi đó mà nói công an toàn là tham nhũng hối lộ. Nói thế không đúng. Nó phải công an là tham nhũng hối lộ. Và kể cả khi có nhiều người đã rơi vào cái tình trạng tham nhũng hối lộ, thì nếu chúng ta thật sự nhìn lại, thì có nhiều người trong chúng ta phải ăn năn trước. Nhiều người trong chúng ta đã góp phần vào trong cái sự tham nhũng hối lộ đó. Khi chúng ta mong muốn cho mình được việc trước, chúng ta muốn chạy nhà chạy đất, chúng ta muốn được việc của mình, chúng ta chủ động làm cái việc mà chúng ta thường hay kháo với nhau, đồng tiền đi trước là đồng tiền khốn. Chúng ta đưa tiền cho người ta, và chính chúng ta đã đặt ra những sự cám dỗ đó. Chúng ta xử hư cho những người đó. Ban đầu có thể họ chưa phải như vậy đâu, nhưng mà chúng ta cứ làm như vậy hoài, cuối cùng thì chúng ta đã biến người khác thành con người tội lỗi. Và chúng ta, mỗi một người dân như vậy, cứ làm như vậy, mỗi lần cần bán đất bán đai, mỗi lần cần xây nhà xây cửa, thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ đưa cái phong bì cho nó lẹ. Chúng ta không cần pháp lý gì cả, không cần trình tự gì cả. Chúng ta đi gặp những người mà chúng ta nghĩ là giúp được cho chúng ta, chúng ta đưa cái phong bì đó. Và cứ lâu ngày dài tháng, mỗi một người dân làm như vậy, thì chúng ta đã vô tình đặt ra những sự cám dỗ cho những con người, và từ đó họ phạm tội, rồi chúng ta lên án họ. Lời khuyên của tôi là đừng tiếp tục lên án chửi rủa người khác nữa. Thay vào đó nhìn lại mình đi. Rất nhiều người dân cần phải ăn năn về điều này. Chúng ta là những người ích kỷ tham lam trước rồi. Và kể cả khi nếu chúng ta ở trong địa vị của người công an đó, chưa chắc gì chúng ta có thể làm tốt hơn người công an đó. Đừng có vội lên án người khác. Nếu mà chúng ta bước vào cái bệnh viện và chúng ta không có vội đưa phong bì cho những người y tá,
thì sẽ không có cái tệ trạng rằng người ta đối xử người giàu thì được bao bế chính một cách nhẹ nhàng, còn người nghèo thì lủi một phát cho đau, lủi để đưa tiền ra. Tôi nói là không phải là vu khống, mà chính gia đình của chúng tôi có những nạn nhân đó. Ngày xưa mẹ của tôi, mẹ tôi kể tôi vẫn còn nhớ, mẹ tôi đi bệnh viện để sinh tôi ra thì mẹ tôi đã bị đối xử tồi tệ. Họ làm mẹ tôi rất đau, trong khi họ làm những người khác rất là nhẹ nhàng, chỉ vì mẹ tôi nghèo không có tiền. Nếu mà chúng ta có cái đầu suy nghĩ một cách bao quát hơn nữa, chúng ta sẽ thấy cái nguyên nhân sâu xa là tại sao vì có quá nhiều con người ích kỷ, quá nhiều con người chỉ muốn được việc cho mình, và cứ thế cứ đút lót, và chúng ta vô tình xử hư cho rất là nhiều người, và nhiều người đã làm như vậy trải qua nhiều năm tháng thì cuối cùng đã trở thành một tệ trạng, và chính chúng ta là thủ phạm đầu tiên. Nếu như mỗi người chúng ta đều tôn trọng pháp luật, chúng ta là những người bước vào trong cái bệnh viện và chúng ta làm như thế này sẽ đẹp biết bao nhiêu, tôi không cấm hoặc là tôi cũng không có bài bác cái chuyện chúng ta có quà cho những người đã làm ơn chúng ta. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em là có một lần đó tôi đã chỉnh một người y tá và tôi tin người đó sẽ nhớ đời. Cái người đó đã làm cho một người thân của tôi rất là đau, bởi vì ở trong căn phòng đó mọi người đều có phong bì nhưng mà người thân của tôi thì không có phong bì nào cả. Tôi gặp cái người y tá đó và tôi nói vừa trong tình yêu thương vừa trong uy quyền, tôi hỏi chị làm việc cho cái khoa này bao lâu rồi? Cô ta bắt đầu nói với tôi làm cho bao lâu. Tôi nói thế này, thưa chị, nếu như mà chị chăm sóc người thân của tôi tốt thì tôi nói thật với chị, tôi luôn sẵn sàng để có một cái món quà để có thể tưởng thưởng cho những người mà họ đã phục vụ tôi, và tôi đang định làm điều đó. Nhưng tôi rất là tiếc cho chị, bởi vì tôi chưa kịp đưa cho chị món quà đó thì chị đã thể hiện sự bất công đối với người thân của tôi. Tôi thấy chị đã đối xử rất tốt với những người khác và tôi quan sát thấy họ đưa phong bì cho chị, còn tôi thì chưa có đưa cái phong bì nào cả, và chị đã làm cho người thân của tôi rất là đau. Và tôi nói thật với chị rằng nếu chị không dừng lại thì tôi sẽ làm việc với ban giám đốc, và tôi e rằng chị khó lòng đứng vững ở trong cái công việc của chị hiện tại. Tôi mong là chị hãy làm đúng những cái điều y đức mà bệnh viện nêu lên, cần phải phục vụ một cách công bằng tất cả mọi người trong tình yêu thương, trong sự chăm sóc tận tình. Và khi chị phục vụ tốt như vậy, những người biết ơn chị, họ sẽ có những món quà xứng đáng cho chị, chị không mất cái gì cả. Nhưng mà khi chị làm như vậy là chị đang bày tỏ một cái điều rất là gian ác ở trong cuộc sống. Tôi nói thẳng như vậy và cái người đó yên tĩnh không trả lời tôi gì hết. Ngày xưa khi mà tôi được gọi đi nghĩa vụ quân sự thì lúc bấy giờ nhiều người nói với tôi rằng tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, tại sao phải đi nghĩa vụ quân sự, như vậy thì tương lai và sự nghiệp tôi không còn gì nữa, mất 2 năm tôi về tôi sẽ không còn gì nữa. Họ nói với tôi rằng không có người nào tốt nghiệp đại học mà lại chấp nhận đi nghĩa vụ quân sự cả. Họ khuyên tôi là nên đút lót cho những cái người có trách nhiệm trong đó để được ở nhà. Và tôi đã nói rất thẳng thắn, tôi là con cái của Đức Chúa Trời và tôi sẽ chấp hành luật pháp của đất nước này. Nếu như trong một cái độ tuổi mà người ta gọi tôi đi nghĩa vụ quân sự và tôi là người công dân của đất nước Việt Nam này thì tôi sẽ chấp hành điều đó và không bao giờ dùng tiền bạc để bẻ cong luật pháp, và tôi quyết định đi nghĩa vụ quân sự. Và tôi cảm ơn Chúa vì cái đó là quyết định đúng đắn, bởi vì trong những năm tháng tôi ở trong quân ngũ đó đã giúp cho tôi có được những cái tính cách, những sự rèn luyện mà ở nơi khác không có được. Thưa anh chị em, có rất là nhiều điều bất cập ở trong cuộc đời này. Có những người vợ tối ngày cứ phàn nàn chồng mình, tại sao chồng của mình không yêu thương, không trìu mến mình, tại sao chồng của mình ít quan tâm đến gia đình, tại sao chồng của mình thế này thế nọ. Nhưng mà có khi những người phụ nữ đó cần phải tra xét ở đời sống của mình, bản thân của họ có yêu thương, có trìu mến chồng mình không, họ có nói năng dịu dàng với chồng mình không. Có những lúc người chồng gặp nhiều căng thẳng ngoài xã hội, có những người đã đối xử tồi tệ với người chồng ấy, người chồng có nhiều sự bất bình ở trong lòng, có nhiều nỗi đắng cay, mong muốn trở về nhà gặp được người vợ của mình để người vợ của mình sẽ lắng nghe, sẽ thấu hiểu, sẽ chia sẻ. Nhưng mà người chồng đã thất vọng hết lại cái lần khác, cái người vợ đó đã không thật sự muốn lắng nghe, đã không thật sự muốn chia sẻ, mỗi lần nói thì như đốt cháy vào mặt mình. Lâu dần thì cái tình yêu nó nguội lạnh, và nó khiến người chồng trở nên cộc lốc, nó khiến người chồng chán nản, không còn muốn quan tâm đến gia đình nữa, không có muốn có trách nhiệm gì với gia đình nữa. Giá như cái người vợ đó ý thức rằng chính bản thân mình cần thay đổi trước, nếu đó là một cơ đốc nhân thì trước hết cầu nguyện, Chúa ơi,
xin Ngài thay đổi chính con, xin giúp con thay đổi chính mình con. Và rồi nếu Chúa chỉ cho mình cái điều sai mình chấn chỉnh lại trước, thì tôi tin rằng tình hình sẽ được cải thiện. Người chồng trở về nhà trong sự mệt mỏi, người chồng trở về nhà trong sự căng thẳng, người chồng trở về nhà trong những nỗi thất vọng đáng cay, và bắt đầu muốn kể cho vợ mình nghe, muốn tâm sự cho vợ mình. Người vợ nói một câu rất là mát lòng và sẵn sàng lắng nghe những gì mà chồng muốn chia sẻ, hay là em sẵn sàng lắng nghe những gì mà anh muốn chia sẻ, và sau đó thì thật sự ngồi đó và lắng nghe. Và thậm chí có nhiều khi chồng mình bức xúc có thể nói những cái lời gì đó mà nó không nhẹ nhàng lắm, nhưng mà bởi vì người vợ thật sự muốn lắng nghe và cảm thông, cho nên lắng nghe với một cái tinh thần rất là trìu mến, và sau đó thì bắt đầu có những cái sự yên ủi, khích lệ, nâng đỡ, thì tôi tin rằng sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Khi người chồng nhìn thấy người vợ đối xử mình như vậy, thì tôi tin rằng dù cho trước đó người chồng đó không có yêu vợ mình lắm, không có quan tâm đến vợ mình lắm, thì rồi người chồng đó cũng phải suy nghĩ lại, đúng không anh chị em? Vấn đề là nhiều người chúng ta cứ đòi hỏi người khác mà mình không chịu đòi hỏi nơi chính mình. Rất nhiều lần tôi bắt gặp tôi giống như vậy, và mỗi một lần như vậy thì tôi thật sự nghe được tiếng của Chúa: chính con phải thay đổi, chính con phải thay đổi trước. Cho tới giờ phút này tôi vẫn phải tiếp tục thay đổi ở trong gia đình của tôi cũng như ở trong hội thánh. Những cái gì mà Chúa chỉ ra là tôi làm chưa tốt thì tôi sẽ can đảm để thừa nhận nó, và tôi sẽ khắc phục càng sớm càng tốt. Và tôi thấy rằng khi làm như vậy, chúng ta không mất cái giá trị con người của mình. Chúng ta chẳng có mất cái giá trị con người của mình khi chúng ta hạ mình xuống để xin lỗi người khác đâu anh chị em. Chúng ta không có mất cái giá trị của mình khi mình thừa nhận những cái điều thật sự là khuyết điểm của mình. Còn nếu chúng ta thật sự có đầy khuyết điểm mà chúng ta không bao giờ nhìn nhận, thì tôi xin thưa với anh chị em, có nhiều người họ nói rằng như là họ khinh chúng ta, đúng không? Làm sao mà chúng ta những cơ đốc nhân có thể khinh người khác khi người khác thật sự ăn năn tội lỗi của họ? Tôi chưa bao giờ có một cảm giác khinh người khác khi họ đứng và họ ăn năn cách chân thành tội lỗi của họ. Tôi luôn cảm thấy con người đó thật là đáng trân trọng. Có một lần là tôi đối diện với một người thanh niên rất là gian ác. Đây là một trong những cái tay mà cộm cán trong làng xã hội đen. Mình mẩy xong kín hết, xong phụ nữ lọa thể, xong những cái vấn đề dục dục ở trên thân thể, xong rồng, xong rắn, những cái rất là ghê tởm. Cái người này là cái người mà đã từng đua xe tháo thắng từ trên đỉnh đèo Hải Vân chạy xuống dưới, những cái tên mà số 1 trong giang hồ mà dám chơi cái trò này. Có nghĩa là những người muốn tham gia đua xe là phải có một cái sự cam kết với nhau. Luật chơi là gì? Tháo thắng, thằng nào sợ thì được chơi. Có nghĩa là đua là một là thắng hay là chết. Người này đã trải qua nhiều cuộc đua xe như vậy mà không chết, có nghĩa là dữ dằn lắm. Và ở trong nhà tù, Chí Hòa đã vào ra nhà tù tổng cộng là 5 lần. Và ở trong nhà tù thì làm cái nghề là xăm mình, xăm mình cho những người nào cũng xăm mình, và kiếm được tiền ngay trong nhà tù luôn. Và nếu mà nói về phụ nữ thì cái người này đã qua không biết bao nhiêu là người phụ nữ, đã làm hại biết bao nhiêu trinh nữ ở trong cuộc đời của mình, và cảm thấy rất là khoái trá tình đó. Và người này là cái người vừa chơi ma túy mà vừa bán ma túy nữa. Và trong một cái dịp nọ, tôi đã có cơ hội để tiếp xúc với người này. Tôi công bố lời Chúa cho người này. Người này vừa mới ra khỏi khám Chí Hòa chưa bao lâu thì gặp tôi. Và khi tôi công bố lời Chúa trong lần đó, thì người này đã thật sự nhìn thấy tội lỗi của mình, và người này đã hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và tôi rất là tế nhị lắm. Tôi kéo người này ra, tôi nói rằng bây giờ đi vào trong phòng riêng đi. Tôi nghĩ rằng những cái điều này em nên ăn năn với Chúa trong phòng riêng. Nhưng mà cái người này nói: dạ không, em sẽ ăn năn trước mặt mọi người, bởi vì cuộc đời của em là cuộc đời quá tội lỗi, và em đã làm hại rất là nhiều người. Em muốn nói ra để cho nhiều người họ biết được mà họ rút kinh nghiệm trên cuộc đời của họ. Và cái người này đã ăn năn với Chúa trong giây phút đó. Khi tôi nhìn thấy người này ăn năn, nói ra những tội lỗi gớm ghiếc, những cái tội lỗi, tôi nói ví dụ thế này để nói cho anh chị em thấy rằng có những cái tội lỗi nó gớm ghiếc mà nói vui giống như bây giờ là nó độc mà nó lạ kiểu mà mình chưa bao giờ nghe. Có bao giờ anh chị em đã từng gặp những cái người mà họ phạm tội thế này không? Họ là những cái người mà cuồng dâm, bạo dâm đến cái mức độ mà họ lấy một con dao, họ rạch cái đầu dương vật của họ này, rồi họ nhét những cái viên bi vào trong đó. Để làm gì? Để khi mà họ ham muốn về tình dục thì họ sẽ tìm một cái người nữ và họ sẽ quan hệ tình dục với người đó, hoặc là hãm hiếp, hoặc là đi tìm gái mại dâm hay thế nào đó. Và họ muốn là khi họ quan hệ tình dục xong lần đó thì cái người đó nát luôn bộ phận sinh dục. Anh chị tưởng tượng mà tôi gặp những con người như vậy trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi đã thật vậy, khi họ đứng họ ăn ăn, tôi chưa bao giờ có cảm giác khinh bỉ họ.
Tôi nhìn thấy họ là những người đáng trân trọng. Đó là những người can đảm. Đó là những con người dũng cảm. Họ là những con người khiêm nhường trong giây phút đó. Không, tôi nói thật. Mặc dù tôi không muốn đâu, nhưng có những cái cảm giác rất tự nhiên trong tôi. Tôi thổ thạo trong tôi có những sự khinh bỉ. Khinh bỉ ai? Khinh bỉ những con người mà họ có tội rõ ràng mà họ không ăn năn, mà họ cứ lấp liếm hết lần này tới lần khác. Lẽ ra họ phải ăn năn từ lâu lắm rồi, ăn năn về nhiều điều lắm. Nhưng tôi đã thấy những con người đó họ chưa từng thật sự ăn năn. Thay vào đó tôi thấy họ cứ nói người này nói người khác, họ chỉ ngón tay vào người nọ. Thật đáng tiếc cho họ. Nếu họ cứ tiếp tục như vậy suốt cuộc đời này, họ chỉ là những người rẻ tiền, những con người tội lỗi và thất bại. Kết thúc của họ là kết thúc tồi tệ. Hôm nay tôi giảng bài giảng này một lần nữa với cả trái tim của tôi. Tôi mong muốn rằng tôi và anh chị em đều sẽ là những con người chân thật trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt những người khác và cũng chân thật với mình nữa. Amen không anh chị em? Có nhiều lúc chúng ta nhiều oán trách Chúa và nói Chúa ơi, tại sao đời sống con không thăng tiến? Tại sao con đi với Chúa lâu năm rồi, nhưng mà tại sao con không có quyền năng của Chúa? Con đi với Chúa lâu năm rồi mà tại sao con không có đạt được những cái gì thật sự có giá trị trong cuộc đời này? Và thậm chí tại sao con có quá nhiều đau khổ? Tại sao con cứ ở trong sự xung đột này xung đột nọ với người khác từ trong gia đình của con? Và tại sao? Chúng ta dường như muốn nói là Đức Chúa Trời bất công với chúng ta, Đức Chúa Trời không yêu thương chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng chẳng có quan tâm gì đến chúng ta cả. Nhưng tôi xin thưa với anh chị em rằng Đức Chúa Trời không phải như vậy đâu. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhất trên cuộc đời này. Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta nhất, bởi vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới đến từ sự tóc trên đầu của chúng ta thôi. Cha mẹ của chúng ta cũng chưa từng làm được điều đó đúng không? Họ chưa từng nghĩ là họ sẽ làm điều đó và họ cũng không có năng lực làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm điều đó, đang làm điều đó và sẽ tiếp tục làm điều đó. Ngày đến từng bước chân trên cuộc đời của chúng ta. Ngài rất muốn từng người trong chúng ta trở thành những con người tự do thật. Ngài rất muốn từng người trong chúng ta sẽ là những người khỏe mạnh. Chúng ta không hề bị những cái bệnh tật ốm đau nó làm cho mình phải bị khốn khổ. Ngài rất muốn chúng ta được tự do và những ngăn đề. Ngài rất muốn chúng ta trở nên những con người hữu hiệu, kết quả ở trong vương quốc của Ngài. Ngài muốn làm. Ngài muốn tất cả chúng ta đều được bắt thêm trong Thánh Linh. Ngài muốn tất cả chúng ta đều được đầy dẫy Thánh Linh. Ngài muốn chúng ta đều là những người vừa có ân tứ của Chúa vừa có bông trái của Chúa. Ngài muốn chúng ta trở thành những người thật sự đầy quyền năng. Nhưng tại sao chúng ta không được như vậy? Và ngược lại, chúng ta cứ sống trong đau khổ hoài, dằn vặt hoài, bệnh tật hoài, mà chúng ta dường như không thoát ra khỏi được. Đó là vì chúng ta không biết tha xét cuộc đời mình. Chúng ta kiêu ngạo mà chúng ta không biết mình kiêu ngạo. Chúng ta luôn chỉ tay vào người khác và nói là người khác kiêu ngạo. Có thể người khác kiêu ngạo thật, nhưng thì sao ạ? Đó là việc của họ với Chúa. Chúa là đấng công bằng. Nếu họ kiêu ngạo thì Chúa Trời sẽ xử họ, không tới lượt chúng ta. Amen không anh chị em? Hãy học cái cách của Phu Lâm Bích đó. Ở trong buổi tối thứ sáu, Thảo đã chia sẻ một điều rất là cảm động. Thảo đã chia sẻ về cái tinh thần của Phu Lâm Bích. Thảo nói rằng Phu Lâm Bích đã có nhiều cơ hội để có thể trả đũa vua Sau Lơ. Bởi vì Sau Lơ đã toan làm hại mình hết lần này tới lần khác. Sau Lơ là cái người quy sát mạng sống của David. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, David đã không đụng vào Sau Lơ, tuyệt đối không muốn làm hại. Và kể cả những người nào muốn làm hại Sau Lơ thì David sẽ có cái sự trừng phạt đối với người đó. Sau Lơ không hề là người tốt. Sau Lơ là một vị vua tội. Sau Lơ là một kẻ đầy ganh tị, độc ác. Nhưng mà David luôn suy nghĩ trong đầu rằng đây là người được Đức Chúa Trời xích dầu. Và tôi mãi mãi không bao giờ đụng đến người được sức dầu của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng David cũng có một sự hiểu biết ở trong đầu của ông ta. Sự hiểu biết đó là gì? Nếu như Sau Lơ làm sai thì chính Đức Chúa Trời là đấng có thẩm quyền để xử Sau Lơ, không phải là tôi. Amen không chị? Nhiều người trong chúng ta gọi là sai lầm thì chúng ta muốn làm quan án. Cho nên đời sống chúng ta luôn chỉ trích người khác, luôn càm ràm, luôn phàn nàn, chúng ta không bao giờ hài lòng cả. Tôi nói thật với anh chị em, một trong những điều quý giá mà tôi đã học được trong suốt quá trình đi theo Chúa là tôi luôn luôn lạc quan. Từ trong gia đình, hoặc là trong hội thánh, hoặc bước ra ngoài xã hội, tôi không thích sự chỉ trích lên án người này người kia. Nếu mà tôi có nói thì tôi nói những cái vấn đề chung, tôi không nhằm vào ai cả. Tôi chỉ nói thực trạng để tất cả mọi người có thể soi mình vào đó và thấy và tự rút tỉa kinh nghiệm.
Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào một người nào đó, chỉ cái người đó mà nói người đó, nêu xấu người đó trước mặt người khác. Không. Nhưng mà có một cái điều nó quái quá lắm. Tôi lại thường bị người khác làm ngược lại như vậy. Thật ra thì họ chẳng làm gì tôi đâu. Bởi vì đấng gìn giữ tôi là Đức Chúa Trời. Nếu tôi không làm sai thì Đức Chúa Trời sẽ không có lý do gì để trừng phạt tôi. Còn nếu mà tôi làm sai thì Đức Chúa Trời sẽ là đấng có trách nhiệm làm điều đó. Và nếu tôi thật sự sai thì tôi sẽ ăn năn. Đó là việc giữa tôi với Đức Chúa Trời. Họ không có cái phần gì trong điều đó cả. Và tôi chỉ thấy đáng thương cho họ khi họ mất quá nhiều thời giờ. Trong khi đó nếu mà nhìn lại, nếu mà thật sự đã lên bàn cân á, thì chưa chắc gì ai đã công chính hơn ai. Chưa chắc gì ai đã tốt hơn ai. Chưa chắc gì ai đã quyền năng hơn ai. Chưa chắc gì ai đã cống hiến nhiều cho đời hơn ai. Tôi nói một cách công tâm như vậy. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi đừng có đòi lấy cái dầm ở trong mắt của anh em mình trong khi có một cây đà rất lớn ở trong mắt các ngươi. Nhiều người trong chúng ta, vì chúng ta có một cây đà rất lớn trong mắt của mình, cho nên mắt của chúng ta bị lệch lạc rồi. Chúng ta nhìn người ta làm đúng thành làm sai. Và nếu người ta làm sai nhẹ, chúng ta nhìn thấy nó sai nặng hơn nữa. Và rồi chúng ta cũng nhìn thấy có những người sai nặng mà lại là được làm đúng. Cái kiểu nó lệch lạc, không có chuẩn xác cái gì cả. Như vậy thì cái điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta phải bắt đầu với chính mình. Bắt đầu với chính mình, thưa anh chị em. Trải qua những năm tháng mà tôi bị ném xuống tận hố, thì anh chị em biết có rất là nhiều lần tôi đến với Chúa và tôi cầu nguyện. Tôi nói với Chúa thế này: thưa Chúa, những năm tháng ấy thật đau đớn với con. Cũng có những điều nhục nhã. Con phải Chúa ơi, con bị thiệt hại rất nhiều. Nhưng mà con nói một cách chân thành với Chúa chứ, trong mọi sự Chúa tuyệt đối công bằng. Và quả thật mọi sự hiện lại là đến chủ kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi không hoàn hảo. Có những điều tôi sai, có những điều tôi không tốt. Nhưng mà tấm lòng tôi dành cho Chúa là tấm lòng chân thành. Tôi yêu Chúa thật sự. Tôi kính sợ Chúa thật sự. Và tôi muốn sống cho Chúa, chết cho Chúa. Và Chúa nhìn thấy tấm lòng đó. Ngài ban ơn cho cuộc đời của tôi. Và Ngài cất nhắc tôi lên. Kể cả những điều tưởng chừng như những điều không tốt đẹp, những điều rất tồi tệ, xấu xa xảy đến mà tôi không mong muốn nó xảy đến, thì Chúa cũng có thể dùng những điều đó để tỉa sửa cuộc đời tôi, để trang bị cho cuộc đời tôi, để làm cho cuộc đời của tôi trở nên một cuộc đời bản lĩnh hơn, một cuộc đời dày dạn hơn, một cuộc đời có nhiều sự hiểu biết và kinh nghiệm hơn, để khi tôi lắng nghe ai đó, tôi hiểu được trái tim của họ. Cho nên tôi có thể nghe được tất cả anh chị em, những người nào thật sự có cái điều gì đó khó khăn trong cuộc đời của mình, những cái điều gì đó mà mình cho rằng nó buồn khổ, thì tôi tin rằng tôi sẽ không ngạc nhiên khi mà nghe anh chị em nói điều đó đâu. Bởi vì tôi đã trải qua những điều tương tự, thậm chí có những điều tôi trải qua nó còn hơn cả những điều mà anh chị em trải qua. Và vì vậy cho nên khi tôi lắng nghe anh chị em, tôi sẽ hiểu rất là nhanh, và tôi hoàn toàn cảm thông, và tôi hoàn toàn có những giải pháp thiết thực để đưa ra cho anh chị em. Và điều đó sẽ ích lợi cho cuộc đời của anh chị em. Như vậy tóm lại một điều, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Những năm tháng mà tôi ở dưới tận đây đó, nó không phải là vô ích. Tôi học được nhiều bài học lớn. Và một trong những cái bài học lớn đó là bài học mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với anh chị. Chính con phải thay đổi trước. Có những lúc Chúa chỉ cho tôi thấy tôi thiếu kiên nhẫn. Thật sự thiếu kiên nhẫn. Và chính trong những hoàn cảnh đó đã gia tăng thêm cái đức tính kiên nhẫn ở trong tôi. Có những lúc Chúa chỉ cho tôi thấy thiếu cái sự nhịn nhục. Và chính trong những hoàn cảnh oan ức đó đã gia tăng thêm sự nhịn nhục ở trong tôi. Có những lúc thiếu sự khôn ngoan. Và chính trong những cái hoàn cảnh nhất định nào đó, tôi học được sự khôn ngoan của Chúa và được gia tăng thêm sự khôn ngoan của Chúa. Và thật sự đối với tôi bây giờ, khi đối diện với Chúa và cầu nguyện cái lời cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin giúp con thay đổi chính mình là một lời cầu nguyện thật sự dễ dàng. Tôi nhắc lại một lần nữa, không phải là vì chúng ta sai, chúng ta tội lỗi, không phải chỉ vì điều đó mà chúng ta phải thay đổi trước. Có những người trong chúng ta thật sự đang rất là tốt, có những người trong chúng ta thật sự đang rất đầy tâm huyết. Nhưng mà có điều gì đó trong chúng ta nó còn kém thiếu, và cái Chúa Trời đã muốn thêm lên. Và có những lúc Ngài dùng nghịch cảnh để có thể tôi luyện chúng ta, trui rèn chúng ta và thêm lên những cái gì mà chúng ta đang thiếu, để rồi chúng ta sẽ trở thành một người chiến sĩ quả cảm ở trong quân đoàn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ chiến thắng những kẻ thù của chúng ta rất dễ dàng hơn. Cho nên đừng vội oán trách Đức Chúa Trời, và đừng oán trách người khác. Tôi cảm ơn Chúa, tôi cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng vô cùng khi đời sống của tôi không có oán trách người khác. Cho nên thỉnh thoảng tôi nhắc nhở người vợ yêu dấu của mình về điều đó. Tôi
mạnh dạn nói với người vợ tôi thế này: vợ hãy học giống như chồng, giống như là tôi đã học từ nơi Chúa và tôi truyền đạt lại cho vợ của tôi. Học điều gì? Đó là trong mọi việc mà chúng ta đối diện, đừng vội oán trách, đừng vội lầm bầm, thay vào đó hãy cầu nguyện với Chúa một cách tích cực và hãy có những lời công bố. Amen con chị em. Tôi thách thức anh chị em hãy áp dụng điều này vào trong đời sống. Có những người vợ đang rất cay đắng chồng của mình và thường xuyên cầu nguyện là: Chúa ơi, xin thay đổi chồng của con. Thay vì cứ tiếp tục làm như vậy mà không hiệu quả, hãy đổi chiến thuật đi. Hôm nay hãy về nhà và hãy cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin giúp con thay đổi chính con. Và hãy làm theo những gì mà Chúa chỉ ra. Nếu lúc đó Chúa nói với chúng ta rằng con đang có sự cay đắng trong lòng, chính sự cay đắng nó làm ngột ngạt mối quan hệ giữa con với chồng con, thì chúng ta hãy nhân danh Chúa Jesus Christ mà khứ từ sự cay đắng đó đi. Amen con chị em. Khứ từ và công bố tha thứ cho từng người một. Nếu chúng ta đang có sự cay đắng với chồng của mình thì hãy công bố tha thứ cho chồng của mình. Amen không? Ở khi người chồng của mình trở về, hãy hành động trong đức tin. Tôi nói là hành động trong đức tin. Tại sao? Bởi vì về mặt cảm xúc nó khó cho chúng ta lắm. Vì người chồng chúng ta đã làm tổn thương chúng ta, người chồng của chúng ta đã làm những điều tồi tệ nào đó từ trước đến nay, và thậm chí có những cái ấn tượng không thể phai mờ, dường như nó cứ rõ mồn một ở trong tâm trí chúng ta, mà chúng ta cứ nghĩ là mình không thể nào tha thứ cho lấy về cái việc rất là tồi tệ đó được. Nhưng các chị em ơi, người công chính sống bởi đức tin. Cho nên hãy làm như thế này: bất kể lúc đó cảm xúc ra sao, những cái ấn tượng về những cái điều tồi tệ trong quá khứ nó như thế nào, đừng quan tâm. Hãy mở miệng ra và công bố ý muốn của Đức Chúa Trời: Chúa muốn chúng ta tha thứ, đúng không? Không thể nói khác được, Chúa muốn chúng ta tha thứ cho bất cứ ai. Vậy thì trong trường hợp đó, hãy bất chấp cảm xúc của mình và mở miệng ra và nói là: nhân danh Chúa Jesus Christ, ta khứ từ linh cay đắng, ta ra lệnh cho ngươi phải cút khỏi ta cùng với những cái tư tưởng và cảm xúc cay đắng ở trong ta, và nhân danh Chúa Jesus Christ con tha thứ cho chồng của con về việc này việc kia. Tôi cam đoan với các chị em rằng sẽ có kết quả. Những người chồng của mình đừng bắt đầu ngồi đó: Chúa ơi, thay đổi vợ con. Nếu mà thật sự có kết quả thì nó đã có kết quả rồi, đúng không anh chị? Có một cái điều mà tôi học được là nếu tôi làm điều gì đó trong một thời gian dài mà nó cứ không kết quả gì cả, nó càng ngày càng tồi tệ hơn nữa, thì tôi biết rằng mình cần phải suy nghĩ lại và tìm một phương án tốt hơn, đúng không anh chị em? Như vậy thì những người chồng thay vì cứ ngồi đó mà cầu nguyện rằng Chúa ơi xin thay đổi vợ con, thì chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp mình thay đổi chính bản thân của mình. Và khi suy nghĩ của chúng ta thay đổi, lời nói của chúng ta thay đổi, cái nét mặt của chúng ta đối với vợ mình thay đổi, cái hành động của mình thay đổi, thì tôi tin rằng sẽ có tác dụng. Đương nhiên ở trong cuộc sống vẫn có những ngoại lệ, cũng giống như trường hợp của Judas Iscariot. Chúa Giêsu thật hoàn hảo, sự dạy dỗ của Chúa Giêsu thật tuyệt vời, không ai bằng Chúa Giêsu, không ai có tình yêu thương lớn hơn Chúa Giêsu, đúng không? Không ai khôn ngoan hơn Chúa Giêsu, không ai kiên nhẫn hơn Chúa Giêsu, không ai công bằng hơn Chúa Giêsu. Nhưng cuối cùng thì Judas Iscariot vẫn chọn phản bội Chúa Giêsu, và cuối cùng thì Judas Iscariot vẫn chọn đi ra và thắt cổ tự tử thay vì ăn năn và quay đầu lại. Ở trong cuộc sống này vẫn có những loại người như vậy, nhưng mà tôi tin rằng đa số mọi người sẽ được thay đổi khi chính chúng ta thay đổi trước. Amen con chị em. Có một người chị em trong hội thánh này đã tâm sự rất chân thành với chúng tôi như thế này: Mục sư ơi, bây giờ em không còn tin con người được nữa. Ở trong lòng của em đầy dễ sự nghi ngờ, em rất dễ phán xét người khác, bởi vì có nhiều người đã đến với em, lừa gạt em, làm cho em thất vọng. Và bây giờ thật khó cho em trong các mối quan hệ. Và tôi nói với người chị em đó như thế này: hãy nghe mục sư nói đi. Nếu em đã đối diện với những điều đó, thì em cần phải biết rằng mục sư cũng đối diện với những điều tương tự. Và thậm chí những điều mục sư đối diện nó còn khủng khiếp hơn em nữa. Nhưng mục sư đã biết xây dựng những cái định đề trong đầu mục sư. Một trong những định đề đó là gì? Tôi sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương người khác, nhưng nếu người khác làm tổn thương tôi một lần nữa thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho họ. Anh chị em nghĩ điều đó đúng hay sao? Có một số người xây dựng định đề khác, họ nói rằng đủ lắm rồi, người này đã làm tổn thương tôi 7 lần, hoặc là có người nói người này đã làm tổn thương tôi 490 lần, bây giờ là lần 491, tôi không tha thứ nữa. Đó là cái bẫy của ma quỷ. Chúng ta cần phải tha thứ mãi mãi như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta xây dựng được những định đề ở trong đầu chúng ta,
và biến nó thành những cái đồn lũy của Đức Chúa Trời trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể chinh phục được thế giới này. Thử nghĩ mà xem, làm sao tôi chinh phục được đủ loại người khác nhau trong xã hội nếu như tôi là cái con người mà lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng xây dựng cái logo để bảo vệ cái tôi của mình? Không, tôi đã bị làm tổn thương rất nhiều, tôi đã bị lừa gạt rất nhiều, tôi đã bị chơi xỏ chơi xấu rất nhiều. Nhưng anh chị em biết không, tôi luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay với bất cứ ai để họ bước vào mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí có một số người cảnh báo tôi, nói thế này: mục sư cẩn thận, coi chừng có một số người họ sẽ phản mục sư. Có chừng có một số người mà mục sư tin tưởng, nhưng họ có thể quay ra để họ bán đứng mục sư. Có thể có ai đó được cài đặt vào để tìm cách hại mục sư. Thì tôi đã mỉm cười và tôi nói cách rất chân thành thế này: mục sư không sợ. Nếu mục sư làm sai, mục sư nhận những cái điều không tốt đẹp thì điều đó đáng trách cho mục sư, mục sư phải ăn năn. Nhưng nếu mục sư đã sống một cách ngay thẳng, công chính, Đức Chúa Trời đã đến bảo vệ mục sư. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép người ta đụng đến mục sư thì đố ai đụng đến mục sư? Và mục sư sẽ vẫn yêu những cái người rắc tâm phản bội. Mục sư sẽ vẫn yêu những người muốn nổi loạn với mục sư. Mục sư sẽ vẫn yêu những cái người đang có một cái âm mưu nào đó đối với mục sư, giống như tất cả những người khác. Và mục sư tin rằng nếu người đó còn có một trái tim, nếu người đó còn có một lương tâm, thì một lúc nào đó người đó sẽ thay đổi. Nếu chúng ta thật sự muốn chinh phục thế giới này thì chúng ta cần phải cậy ơn Chúa để chính con người chúng ta thay đổi trước, thưa anh chị em. Có thể chúng ta không phải là con người quá tội lỗi, quá xấu xa, nhưng chỉ đơn giản là chúng ta còn thiếu yêu thương, chúng ta vẫn còn thiếu quyền năng, chúng ta vẫn còn thiếu khôn ngoan. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải tiếp tục được thay đổi. Amen không anh chị em? Amen. Amen. Chúng tôi đứng trước những nan đề của hội thánh chúng ta, tôi thật sự cầu nguyện với Chúa. Và tôi thưa với Chúa là: Chúa ơi, nếu trong tất cả những nan đề này có lỗi lầm nào của con, có trách nhiệm nào thuộc về con xin Chúa chỉ rõ cho con biết. Chỉ cần con biết rõ là con có trách nhiệm trong điều đó, con có sai trong điều đó, thì con sẽ hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, thậm chí cần thiết đứng trước mặt hội thánh để xin lỗi hội thánh, và con sẽ hành động để khắc phục lại những lỗi lầm của con. Tôi thật sự thưa với Chúa những điều đó, và tôi mong rằng anh chị em cũng giống như vậy. Từ nay, khi chúng ta đối diện với những cái xung đột trong mối quan hệ, đừng có đứng đó mà cãi nhau, đừng có lý luận lý lẽ gì, đừng có ở đó mà tranh giành đúng sai. Rất nhiều người đang cố làm điều này, nhưng tôi xin thưa một cái thẳng thắn, tôi không có thì giờ để làm cái điều này. Bởi vì có biết bao nhiêu người hư mất ở ngoài kia, biết bao nhiêu người bệnh tật ốm đau ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Tại sao chúng ta cứ đứng đó mà tranh giành đúng sai để làm gì? Cuối cùng thì cái người đúng cũng thành ra sai, đúng không? Và cái người sai lại càng sai khi chúng ta đứng đó mà cãi nhau. Cuối cùng thì tất cả những kẻ đứng cãi nhau tranh giành đúng sai đều là sai hết. Chúa Giêsu không đến thế gian này để nói chuyện đúng sai. Nếu Ngài đến thế gian này để nói chuyện đúng sai thì tất cả chúng ta sẽ đi địa ngục hết, đúng không? Ai dám mỗi người tự xưng là mình không sai? Chúa Giêsu đến thế gian này để nói về việc yêu thương nhau, về việc tha thứ cho nhau. Và chính vì Ngài đến thế gian để làm điều đó mà chúng ta ngày hôm nay mới trở thành con cái của Ngài. Amen. 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 Hỡi những người vợ hãy bắt đầu nhân từ với chồng mình. Hỡi những người chồng hãy bắt đầu nhân từ với vợ mình. Đừng có dở cái thói côn đồ hung bạo ở trong gia đình. Hở cái là sừng sổ lên, quát mắt lên, chửi rủa, đập phá. Nếu chúng ta ý thức được mình là cơ đốc nhân thì phải biết xấu hổ. Không có cái loại cơ đốc nhân nào như vậy cả. Tôi nói thẳng một câu như thế. Cho nên nếu mà chúng ta làm như vậy, chúng ta phải biết là có linh nào đó mà không phải là thánh linh nó xui dụng chúng ta. Đó là tà linh, ác linh và uế linh. Hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và tôi mong rằng nếu anh chị em là những người như vậy thì hãy nhìn vào chính bản thân mình, nhận cái lỗi của mình và hãy để cho Chúa chỉnh sửa chính đời sống của chúng ta trước. Amen không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Khi tôi học được cái bài học này thì mối quan hệ của vợ chồng chúng tôi càng ngày càng tốt lắm. Tuyệt vời lắm anh chị em. Thay vì chúng tôi cứ cãi nhau đúng sai thì bây giờ mỗi lần mà chúng tôi đụng đến việc gì thì cả tôi và vợ của tôi đều có một phản xạ rất tốt. Chúng tôi bắt đầu tìm cái nơi riêng tư của mình và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và chúng tôi công bố. Và ngay sau đó chúng tôi làm hòa với nhau thật là nhanh chóng. Và cảm ơn Chúa, bây giờ trong tất cả mọi lĩnh vực chúng tôi cùng một tiếng nói với nhau, chúng tôi ủng hộ nhau. Và tôi thật là vinh hạnh, tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc khi có một cái người vợ đứng với mình trong chức vụ, sẵn sàng chia sẻ với mình về tất cả những cái sự trăn trở của mình, những gánh nặng của mình, sẵn sàng để cầu thay cho mình. Gần đây tôi rất là vui, thậm chí có lúc nửa đêm vợ tôi cứ mang trăn trở trong lòng, vợ tôi đánh thức tôi dậy, vợ tôi nói rằng
Chồng ơi ngồi dậy và cầu nguyện cho hội thánh cho công việc của Chúa. Ôi tôi vui vô cùng. Anh chị em biết không, trước đây tôi cố để nói với vợ tôi điều đó, cố để lý luận đủ thứ nhưng mà vợ tôi không làm điều đó. Nhưng mà sau này khi mà tôi biết cái giải pháp này đó, tôi cầu xin Chúa thay đổi chính tôi trước. Tôi bắt đầu dành thời gian cầu nguyện cho vợ mình nhiều hơn. Tôi bắt đầu công bố những điều tích cực hơn, không có đứng đó mà cãi lại với vợ mình hết. Thì vợ tôi bắt đầu thay đổi. Thật là tuyệt vời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Về mặt hội thánh cũng như vậy, có thể nhiều anh chị em có những điều mà không hài lòng về người lãnh đạo của mình, đó là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì tôi không phải là một con người toàn hảo, cũng giống như anh chị em không phải là một con người toàn hảo. Như vậy thì làm sao để các hội thánh có thể đứng vững và phát triển nếu như mỗi một người cứ càm ràm mãi, cứ lên án, cứ chỉ trích về cái gì đó mà mình không ưng ý về người khác? Chưa chắc là người đó sai, chỉ đơn giản là mình không ưng ý thôi. Mình cứ càm ràm, cứ lên án chỉ trích thì những hội thánh sẽ đi về đó, sẽ nảy sinh xung đột và chia rẽ mà thôi, nảy sinh cái bè phái mà thôi. Cuối cùng thì chúng ta chẳng được gì cả. Nhưng chính Satan là cái kẻ được hưởng lợi, nó đứng ở ngoài và nó vỗ tay, nó ăn mừng ở trong thế giới tối tăm của nó. Đó là cái điều tôi nghĩ tối thì tôi cảm thấy sôi gan lên rồi. Tôi sôi gan khi nghĩ tới cái cảnh mà Satan nó đứng ngoài ăn mừng khi mà anh chị em trong Chúa đấu đá với nhau, chỉ trích lên án nhau. Tôi muốn Satan phải câm bặt đi những cái tiếng cười ngạo nghễ của nó, và cái nét mặt của nó sẽ không còn hí ha hí hửng được. Tôi muốn nhìn thấy chúng ta sẽ là những người cùng đứng lên với nhau trong một tinh thần hiệp một. Chúng ta cùng thờ phượng Chúa và cùng phục vụ Chúa theo những cách thiết thực để khiến cho công việc của ma quỷ bị phá vỡ và công việc của Đức Chúa Trời được tràn ra khắp mọi nơi. Amen. Con thêm, hãy bắt đầu với chính mình. Sau giờ này tôi ước ao rằng anh chị em về nhà dành thời gian đi và cầu nguyện với Chúa. Đừng chỉ tay vào nhau nữa. Người vợ đừng chỉ tay vào chồng mình nữa. Chồng cũng đừng chỉ tay vào vợ nữa. Mỗi người hãy dành thời gian thật sự đủ để cầu nguyện với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy giúp con thay đổi chính mình con trước. Và khi chúng ta thay đổi, đó là cơ hội để người khác thay đổi. Amen con chị em. Khi cơ đốc nhân thay đổi, khi hội thánh thay đổi, thì tôi tin chắc rằng xã hội này sẽ thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta cứ chỉ trích lên án xã hội thế này thế nọ, nhưng tôi canh cánh bên lòng và tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi nói với Chúa thế này: Chúa ơi, con tin rằng trách nhiệm này thuộc về hội thánh trước tiên. Nếu trong một đất nước, trong một dân tộc mà hội thánh của Chúa là một hội thánh đầy đức tin, một hội thánh đầy tình yêu thương, một hội thánh đi trong con đường công chính của Chúa, một hội thánh đầy quyền năng, thì con tin rằng đất nước này, dân tộc này sẽ thay đổi một cách nhanh chóng. Còn nếu như hội thánh lùng bại, thì cái chuyện đất nước và dân tộc nó có nhiều vấn đề là chuyện bình thường thôi, không có gì phải bàn cãi. Cho nên trước hết chúng ta phải nhận trách nhiệm về mình, giống như là Nehemi vậy. Nehemi không cầu nguyện rằng: Chúa ơi, dân tộc con phạm tội với Chúa. Chúa ơi, những cái người sống trong đất nước của con phạm tội với Chúa, còn con thì không phạm tội với Chúa. Không. Thay vào đó thì Nehemi nói rằng: con và dân tộc con đã phạm tội. Ông thấy mình có trách nhiệm trong việc đó. Đó là một con người khiêm nhường. Và Chúa đã sử dụng Nehemi để lãnh đạo dân sự của Chúa xây lại tường thành bị đổ nát. Một cơn phục hưng đã xảy ra vào thời bấy giờ. Và danh Chúa được vinh hiển. Amen. Giờ này tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta hãy dành ít phút để cầu nguyện với Chúa đáp ứng sứ điệp này. Mỗi người hãy đối diện với chính mình. Tôi mong rằng trong giây phút này không có ai mở miệng ra và nói rằng: Chúa ơi, xin thay đổi chồng con. Chúa ơi, xin thay đổi vợ con. Hay thay đổi ai đó. Thay vào đó chúng ta sẽ nói rằng: Chúa ơi, xin thay đổi chính mình con. Chính con phải thay đổi trước, Chúa ơi. Có ai đó cần phải ăn năn tội lỗi của mình trước, rồi sẽ thấy người khác cũng ăn năn tội lỗi của mình. Có ai đó cần phải khước từ sự cay đắng trong lòng mình trước, rồi sẽ thấy người khác cũng khước từ sự cay đắng trong lòng của họ. Có ai đó cần phải tha thứ cho người khác, rồi sẽ thấy người khác rộng mở tấm lòng với mình. Có ai đó cần phải nhờ cậy Chúa để được gia tăng thêm sự kiên nhẫn trong đời sống, được gia tăng thêm sự mềm mại trong đời sống, được gia tăng thêm sự khôn ngoan trong đời sống. Khi mỗi một con người ý thức được như vậy thì gia đình của họ sẽ dần thay đổi, hội thánh sẽ dần thay đổi, cộng đồng xã hội sẽ dần thay đổi. Còn khi chúng ta cứ chỉ tay vào nhau, lên án nhau, tất cả sẽ tan nát mà thôi. Chúa ơi, con cầu xin Chúa dùng sứ điệp buổi chiều hôm nay
để đánh động vào lòng của tất cả những người nghe, những người đang có mặt trong căn phòng này, cũng như là những người đang theo dõi chương trình của chúng con trên mạng Internet. Con ước ao rằng từng đời sống Cơ Đốc nhân sẽ được biến đổi thành ngoạn mục bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và thông qua những sự biến đổi ngoạn mục đó, thì những người xung quanh họ sẽ dần thay đổi. Chúng con biết là chúng con vẫn đang thiếu tình yêu của Chúa, vẫn đang thiếu sự khôn ngoan của Chúa, vẫn đang thiếu quyền năng của Chúa, và chúng con cần phải được tiếp tục thay đổi Chúa. Xin giúp đỡ từng người trong chúng con để tình yêu của Chúa đầy trọn hơn ở trong chúng con, sự khôn ngoan của Chúa đầy trọn hơn ở trong chúng con, và quyền năng của Chúa đầy trọn hơn trong chúng con. Chúa, con ước ao rằng gia đình của Chúa trong những ngày tới sẽ có một bầu không khí khác hẳn, sẽ không có một ngón tay nào chỉ vào người khác, sẽ không có một sự nổi loạn nào cả, nhưng mà thay vào đó là những con người biết tra xét đời sống của mình, biết hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa về chính những lỗi lầm của mình, và sẵn sàng để tha thứ cho người khác, sẵn sàng nâng đỡ khích lệ người khác. Sẽ có những con người mà họ ý thức rằng họ sẽ không bao giờ cố ý làm cho người khác bị tổn thương, và đồng thời nếu có ai đó vẫn cố ý làm cho họ bị tổn thương thì họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho người ta hết lời tiếng lần khác. Bởi vì khi chúng con tha thứ là chúng con đang bước vào sự tự do của Chúa, và chỉ khi nào chúng con được tự do thì chúng con mới có thể trở thành một con người đem sự tự do cho người khác. Xin Chúa dạy chúng con sự khôn ngoan của Chúa để chúng con hiểu những điều rất căn bản này, Chúa. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm của chúng con, Chúa. Đừng để chúng con sống và bị lừa dối bởi lương tôn giáo. Đó là lừa dối chúng con quá lâu. Có quá nhiều người trong chúng con đang bị dẫn dắt, bị lèo lái bởi chính lương tôn giáo. Họ sống chẳng ra làm sao cả. Từ cái nét mặt, cái cách ăn nói của họ, cách hành xử của họ, không có một cái nét đẹp Cơ Đốc nào cả. Nhưng họ vẫn luôn tự hào mình là người tin kính Chúa và chỉ trích người khác. Đó là một sự dơ bẩn trước mặt Đức Chúa Trời. Còn cầu nguyện rằng những con người đó họ sẽ thức tỉnh và họ sẽ hạ mình ăn năn trước mặt Chúa. Họ sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, chính con cần phải được thay đổi trước. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con chúc phước cho những gia đình trong hội thánh của chúng con ở tại nơi đây, cũng như là những gia đình của những anh chị em đang theo dõi chương trình của chúng con trên mạng Internet. Nguyện trật tự thiên thượng sẽ được thiết lập lại trong các gia đình khi mà những người vợ, những người chồng bắt đầu áp dụng bài học này. Nguyện từ giờ phút này trở đi, những người vợ, những người chồng sẽ không còn cầu nguyện mãi cái lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đã chán ngắt. Đó là: Chúa ơi, thay đổi chồng con, Chúa ơi, thay đổi vợ con. Thay vào đó, mỗi một người chồng, mỗi người vợ đã đến với Chúa, hạ mình ăn năn về chính những tội lỗi, những sai trật của mình, nhận trách nhiệm về mình và cầu nguyện rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin thay đổi chính con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu hội thánh này. Con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu dân sự của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì con biết rằng người công chính dù có ngã 7 lần cũng sẽ lại vậy. Vì Chúa yêu chúng con, Ngài đến không phải để lên án chúng con, không phải để tố cáo chúng con, không phải để chỉ trích chúng con, không phải để làm cho chúng con mất danh dự. Ngài đến để chìa tay ra với chúng con. Ngài đến để lắng nghe chúng con. Ngài đến để cảm thông với chúng con. Ngài đến để có thể bày tỏ tình yêu thương, sự tha thứ của Ngài. Đó là lý do vì sao mà nhiều người trong chúng con hôm nay đã trở thành con cái thật của Chúa. Và chúng con có quyền gọi Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa là Abba, là Cha. Đó là vinh dự thật lớn thay cho một con người như chúng con. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con xin dâng hội thánh chúng con trong tay của Chúa. Xin dâng mỗi cuộc đời này trong bàn tay của Chúa. Và nguyện Chúa dùng lời của Ngài để biến đổi chúng con từ giây phút này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Đề tài này đến với tôi thông qua lời lập chứng của người chị em rất yêu dấu của chúng tôi là Nhung ở trong ngày Kiên An cầu nguyện thứ 6 vừa qua. Qua cái lời làm chứng đó thì Chúa đã đem đến cho tôi đề tài mà tôi sắp sửa công bố với anh chị em. Đề tài đó là: chính con phải thay đổi trước. Thưa anh chị em, ở trong cuộc sống của chúng ta, rất nhiều người trong chúng ta có những cái sự phàn nàn về người này người kia. Thậm chí chúng ta có những sự chỉ trích, lên án người này người kia. Nhưng ít khi nào chúng ta tra xét lại đời sống của mình để xem mình đang thật sự sống như thế nào. Con mắt của chúng ta thường nhìn vào người khác, ngón tay của chúng ta thường chỉ vào người khác. Và có rất nhiều người khi họ nghe một bài giảng thì họ sẽ nói như thế này, hoặc sẽ nhủ thầm như thế này: giá như
ông chồng của tôi, ông nghe được bài giảng này. Rồi có những ông chồng thì suy nghĩ, giá như bà vợ của tôi nghe được bài giảng này. Mà tôi không biết ông chồng nào nghĩ thế này, giá như mụ vợ của tôi nghe được bài giảng này. Rồi có thể có những người đang yêu nhau, thì cô gái nghĩ rằng, giá như bạn trai của tôi nghe được bài giảng này. Hay là chàng trai nghĩ rằng, giá như bạn gái của tôi nghe được bài giảng này. Hoặc là giá như người hàng xóm của tôi nghe được bài giảng này. Giá như cái người tín hữu kia nghe được bài giảng này. Giá như cha của tôi nghe được bài giảng này. Giá như mẹ của tôi nghe được bài giảng này. Thật ra không có gì sai cả. Nó vẫn đúng thôi. Nó vẫn là đúng, nó vẫn là tốt. Thì chúng ta có một mong muốn rằng, ai đó trong các mối quan hệ của chúng ta nghe được một sứ điệp tốt lành. Nó vẫn là đúng, vẫn là tốt khi chúng ta mong muốn rằng người khác thay đổi. Nhưng có một điều chúng ta thiếu sót. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn người khác thay đổi, và làm mọi cách, chúng ta nói đủ cách, chúng ta thể hiện cái cách này cách nọ, và chúng ta muốn người khác thay đổi, trong khi chính bản thân chúng ta không nhìn thấy những lỗi lầm của mình. Chính bản thân của chúng ta không nhìn thấy cái khuyết của mình. Chính bản thân của chúng ta không nhìn thấy những cái điều chưa tốt của mình. Và khi chúng ta sống một đời sống như vậy, đồng thời chúng ta cứ mong muốn, chúng ta cứ áp lực, chúng ta cứ nói để cho người khác thay đổi, thì cuối cùng nó không có cái gì thay đổi cả. Và nó có một cái tác dụng ngược, nó tạo nên những sự xung đột ở trong đời sống của chúng ta. Tôi nhớ lại buổi đầu hôn nhân của tôi và vợ tôi là Hoài Ân. Một lần nữa, tôi sẽ rất chân thành để kể lại những gì thật sự xảy ra trong hôn nhân của chúng tôi, để làm một ví dụ rất thực tế cho anh chị em, để rồi anh chị em có thể rút tỉa một cái điều gì đó tốt đẹp cho đời sống của mình trong giai đoạn đầu của hôn nhân. Mặc dù chúng tôi thật sự rất yêu nhau, không thể nói khác đi được, tôi rất yêu vợ tôi và vợ tôi cũng rất yêu tôi. Tôi biết chắc điều đó. Có một số người chồng chưa biết chắc là vợ mình yêu mình hay không, nhưng tôi biết chắc rằng vợ tôi rất yêu tôi. Tại sao? Tại vì trong giai đoạn đó tôi là người đàn ông trắng tay. Và thậm chí người ta nói những cái điều không tốt đẹp về tôi, người ta nói xấu đủ thứ cái. Nhưng mà trong giai đoạn đó, vợ của tôi đã đến với tôi và vợ của tôi đã sẵn sàng bước vào trong cuộc hôn nhân với tôi. Cho nên tôi có thể đảm bảo rằng vợ của tôi rất yêu tôi. Nhưng mà cái tình yêu nó không có đủ anh chị. Chúng ta cần có sự hiểu biết về nhiều mặt ở trong hôn nhân, để chúng ta có thể sống thuận hòa với nhau. Và trong cái giai đoạn đầu đó, cá tính của chúng tôi, cái tri thức của chúng tôi, sở thích của chúng tôi, quan điểm sống của chúng tôi, rất là nhiều thứ, nó dường như là nó xung khắc với nhau, và nó tạo ra những cái cuộc xung đột. Và mỗi một lần như vậy thì tôi thường cảm thấy rất là bức xúc. Một trong những lý do quan trọng khiến tôi cảm thấy bức xúc là như thế này: tôi nghĩ rằng mình là người hiểu biết nhiều hơn, tôi nghĩ rằng mình là người đạo đức hơn, tôi nghĩ rằng mình là cái người thuộc linh hơn, tôi nghĩ rằng mình là người có lẽ thật nhiều hơn. Và báo lại, tôi nghĩ rằng mình có quá nhiều cái hơn, cho nên tôi cảm thấy ấm ức trong lòng. Tôi cảm thấy rất là uất ức, bức xúc mỗi khi có những cái xung đột xảy ra. Mà thường á, thì những cái xung đột đó nó đến từ cái sự thiếu hiểu biết của vợ tôi trong lĩnh vực thuộc linh, bởi vì vợ tôi còn rất là mới. Và có những lúc tôi thật sự giận dữ, rất là giận dữ. Nhưng mà cái sự giận dữ của tôi thì nó không giống như nhiều người. Và sau đó thì tôi bình tâm rất là nhanh chóng, và tôi luôn sẵn sàng để làm hòa. Tuy nhiên, nó vẫn không có hiệu quả ở trong giai đoạn đó. Có những lúc tôi thật sự nằm sải dài ở trên sàn hoặc trên giường. Tôi nằm như thế này, tôi dang hai tay ra và nước mắt của tôi rạc rụa. Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cảm thấy rất là mệt mỏi. Thật sự rất là mệt mỏi. Con đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Bây giờ con bước vào một khởi đầu mới, nhưng mà con nghe được cái mùi của sự đổ vỡ nữa. Con không muốn tiếp tục sống cuộc sống như thế này. Con đã cố gắng hết sức, con đã cố để khuyên giải, để nói điều này, nói điều nọ, nhưng mà cô ấy vẫn không thay đổi. Chúa ơi, xin Ngài hãy thay đổi cô ấy. Tôi thường nói đại loại như vậy, và tôi khóc với Chúa rất là nhiều. Và anh chị em biết những lúc đó Chúa nói gì với tôi không? Đó là cái đề tài của chúng ta hôm nay. Chính con phải thay đổi trước. Tôi thú thật anh chị em, nó không dễ chấp nhận chút xíu nào cả. Có những lúc tôi đã thật sự lý luận với Chúa, tôi nói, tại sao con phải thay đổi trước? Cô ấy
người sai. Cô ấy không hiểu biết lời Chúa. Và nhiều lĩnh vực khác cô ấy không có sự hiểu biết giống như con. Con là người hiểu biết hơn, con đúng. Tại sao người thay đổi chứ không phải là cô ấy mà tại sao là con? Tôi cảm thấy đó là sự bất công. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, Chúa nói với tôi là chính con phải thay đổi trước. Thật sự rất khó chấp nhận. Một cái lời yêu cầu, cái mạng lệnh rất khó chấp nhận. Bởi vì lúc đó tôi vẫn luôn lý luận ở trong đầu của mình và luôn luôn muốn giành cái phần đúng về mình. Nhưng khi mà tôi cứ quyết tâm để tranh giành đúng sai như vậy và cứ nghĩ rằng vì mình hơn người phôi ngẫu của mình, mình dùng những cái lý luận đó để mình có thể tranh giành sự chiến thắng, thì cuối cùng không có một cái tác dụng gì cả. Dường như nó chỉ kích động cái tôi của người phối ngẫu của mình lên và làm cho người phối ngẫu của mình muốn nổi loạn lên và chống đối lại mình. Cuối cùng thì tôi đã quyết định vâng phục Chúa. Sau cái thời gian đó, mỗi khi có cái chuyện gì xảy ra, thì thay vì tôi đứng đó và lý luận tranh cãi đúng sai với vợ của mình, thì tôi đi vào một cái nơi riêng tư của tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Chúa và tôi bắt đầu có những lời công bố hợp lý. Ví dụ, nếu tôi cảm nhận rằng có một linh xung đột đến giữa vợ chồng chúng tôi, thì tôi sẽ đi ra cái nơi riêng tư của tôi đó. Tôi không nói với vợ của tôi, nhưng tôi đi ra cái nơi riêng tư đó. Thứ nhất, tôi nói như thế này: nhân danh Chúa Jesus Christ, ta khước từ linh của sự cay đắng cùng với tất cả những cảm giác và cảm xúc cay đắng ở trong lòng của ta. Ta ra lệnh cho các người phải cút khỏi ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Jesus Christ, con công bố tha thứ cho vợ của con là hoài ân. Về việc gì? Và sau đó tôi nói nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho linh xung đột phải cút khỏi vợ chồng chúng ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Nhân danh Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho linh giận dữ phải cút khỏi vợ chồng chúng ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Và tôi nói với anh chị em cực kỳ linh nghiệm. Tôi thật sự khám phá ra một bí quyết. Mỗi khi tôi công bố như vậy thì tình hình chuyển biến một cách thật là nhanh chóng. Chỉ tính bằng phút thôi anh chị, thật sự là như vậy. Và sau đó vợ chồng của chúng tôi hòa thuận lại với nhau một cách kỳ diệu. Có những lúc tôi vừa công bố xong, tôi bước xuống nhà bếp. Trước đó thì mặt vợ tôi hầm hầm, nhưng mà sau khi tôi cầu nguyện và công bố xong, thì tôi thấy vợ của tôi mặt giãn ra, một nét mặt rất là dễ chịu. Và sau đó tôi nghe những cái lời nói nghe rất là dễ chịu. Và sau đó chúng tôi lại vui vẻ với nhau. Và tôi biết rằng đó là điều đúng mà mình cần phải làm. Như vậy thì khi Chúa nói rằng chính con phải thay đổi trước, không phải là vì tôi là người tội lỗi, không phải tôi là người xấu xa mà phải thay đổi, không hẳn là như vậy. Trong thực tế có những người thật sự họ sống tội lỗi, họ sống xấu xa và họ phải thay đổi. Nhưng mà cũng có những người không hẳn là tội lỗi, là xấu xa, nhưng mà có điều gì đó cần phải được nâng cấp hơn, có điều gì đó cần phải được hoàn thiện hơn, có điều gì đó cần phải được làm cho tốt hơn. Chúa muốn nâng cấp đức tin của mỗi người chúng ta, Chúa muốn nâng giá trị của mỗi người chúng ta lên. Có nhiều lúc chúng ta suy nghĩ như thế là Đức Chúa Trời là đấng mất kiểm soát, hình như cái chuyện này xảy ra nó không có ở trong tầm kiểm soát của Ngài, giống như cái chuyện hên xui ma rủi vậy đó. Tôi khẳng định với anh chị em không có chuyện đó. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Anh chị em có tin điều đó không? Anh chị em có tin rằng nếu Đức Chúa Trời không cho phép thì Satan không có cách gì để gieo rắc bệnh tật vào trong anh chị em không? Anh chị em tin không? Anh chị em có tin điều đó không? Rõ ràng là Đức Chúa Trời có cho phép việc đó xảy ra thì nó mới xảy ra. Nếu anh chị em muốn một cái bằng chứng về điều đó, hãy đọc sách Gióp. Hãy đọc sách Gióp. Đức Chúa Trời đã khen Gióp trước mặt Satan, nhưng mà nó không tin điều đó. Nó nói là tại vì Đức Chúa Trời quá ưu đãi Gióp, cho nên Gióp mới trung tín với Chúa. Nó nói là thử đụng đến ông đó, đụng đến tài sản, đụng đến điều này điều kia có, mà đụng đến chính thân thể của ông xem ông có còn trung tín không. Và Chúa đã cho phép Satan hai lần đụng vào Gióp, và lần thứ hai là đụng vào chính thân thể của Gióp, gieo rắc một chứng bệnh ung đậu. Rõ ràng Đức Chúa Trời cho phép, và ở trong sự cho phép của Đức Chúa Trời có cái sự giới hạn của Ngài. Mỗi một lần như vậy, anh chị đọc kỹ lại đi, Đức Chúa Trời đưa ra một cái giới hạn và Satan chỉ có thể hành động trong giới hạn đó. Và lần thứ hai, khi Ngài cho phép Satan đụng đến thân thể của Gióp thì Ngài nói rằng nhưng không được đụng đến mạng sống của Gióp. Anh chị thấy không? Và đâu phải ngẫu nhiên mà Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra. Ngài đang muốn chứng minh rằng lời Ngài khen Gióp là đúng. Gióp thật sự là tôi tớ trung tín của Chúa, và quả thật như vậy, Gióp đã thể hiện sự trung tín, và cuối cùng thì ông đã được Chúa chữa lành. Và tất cả những gì ông bị mất mát
Chúa đều bù đắp cho ông gấp đôi. Chỉ riêng bà vợ là không gấp đôi thôi. Bởi vì cái bà vợ đó chính là thử thách lớn nhất của ông đấy. Ngay trong lúc đau đớn cùng cực nhất thì bà nói là giờ này mà ông còn trung tín với Chúa Trời, ông hãy rủa xả đi Chúa Trời rồi chết quách đi cho rồi. Cho nên nếu mà Chúa gấp đôi thêm một người vợ vậy thì chắc gió khó khăn lắm đấy. Thì Chúa Trời rất tâm lý. Cho nên chỉ riêng bà vợ không gấp đôi thôi. Nếu anh chị em thật sự thống kê lại tất cả những con số trong đó, tất cả đều gấp đôi. Một số người sẽ bắt bẻ tôi và nói: thưa mục sư, con cái không gấp đôi, chỉ đúng số con cái đó thôi. Tôi xin thưa rằng gấp đôi. Nếu ai muốn tranh luận với tôi, mở kinh thánh ra. Bởi vì những cái đứa con trước đó mà bị sập nhà chết đó, tôi tin chắc rằng chúng nó ở thiên đàng. Tôi tin điều đó. Chúng nó sống ở trong một gia đình tin kính Chúa, và cha của chúng nó cầu nguyện cho chúng nó thường xuyên, và có cái sự giáo huấn dạy dỗ đàng hoàng. Và tôi tin rằng chúng nó không mất ở đâu cả. Chúng nó chỉ mất cái cuộc sống tạm ở trên trần gian này thôi. Nhưng mà chúng nó đang ở nơi tốt lành của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời bảo bọc. Cho nên tôi vẫn kết luận rằng về con cái đó được gấp đôi. Thưa anh chị em, điều gì mà Đức Chúa Trời cho phép thì nó mới xảy ra được. Như vậy thì có những cái khó khăn, có những nan đề, có những cái nó tưởng chừng như là bế tắc trong cuộc đời của chúng ta. Tôi mong rằng chúng ta sẽ không vội oán trách Đức Chúa Trời hoặc là đổ sự oán trách cho người khác. Nhưng mà thay vào đó, chúng ta cần phải yên lặng và cầu nguyện xem Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta điều gì. Có những nan đề nó đến, nó là cái sự tấn công, cái sự thách thức từ phía kẻ thù, một cái sự tấn công bất hợp pháp. Nhưng mà cũng có những nan đề nó đến là do chính những cái sai lầm của chúng ta. Do chính những sai lầm của chúng ta. Có thể cái người nào đó đang làm một việc sai, đúng, họ làm sai, nhưng mà cũng có những cái sai lầm của chúng ta, và chúng ta có cái trách nhiệm ở trong đó. Cho nên nếu chúng ta cứ ngồi đó và mong đợi người khác phải thay đổi, còn bản thân của mình không hề có một cái mong muốn để con người mình thay đổi tốt đẹp hơn, tôi xin thưa với anh chị em rằng sẽ không có ai thay đổi cả. Tôi nói ví dụ thế này: một người chồng ở trong một gia đình là một người sống không làm gương. Một người chồng ở trong gia đình là một người mà không thể hiện được cái vai trò đúng đắn của một người chồng, không có uy quyền, không thực sự có sự khôn ngoan, thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm với gia đình. Và vì tất cả những điều đó, nó có một số hậu quả kéo theo. Có thể từ đó người vợ chúng ta không phục, con chúng ta không phục, vợ bắt đầu cảm thấy chán nản đi ra ngoại tình chẳng hạn, con cái cảm thấy chán nản đi ra theo bạn bè xấu, hút chích ma túy vân vân, đua xe cá độ bóng đá vân vân. Thì những cái người chồng như vậy, họ thường nếu họ là một cơ đốc nhân thì họ sẽ đến với Chúa và họ sẽ cầu nguyện thế này: Chúa ơi, Chúa thấy không, vợ con nó ngoại tình, nó phạm tội rất là nặng nề, Chúa ơi xin hãy thay đổi vợ con. Chúa thấy con cái con không, nó đang chơi trác táng, nó theo bạn theo bè, nó hút chích ma túy, nó đua xe, nó cá độ bóng đá, nó mất dạy với con, xin Chúa hãy thay đổi con cái của con. Tôi xin thưa với anh chị em rằng cái lời cầu nguyện đó thật ra nó không phải là sai, nó tốt. Cái mong muốn của chúng ta rằng người thân chúng ta được thay đổi tốt đẹp không có gì sai cả, nó tốt. Nhưng chúng ta bị sai về cái trình tự, tại vì cái gì cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó. Nếu chúng ta là một người chồng sống đúng đắn, chúng ta sống làm tròn trách nhiệm với gia đình, chúng ta yêu thương vợ con, chúng ta quan tâm đến vợ con, chúng ta là người có đức tin tốt, thì chắc chắn một điều, chúng ta sẽ có cái uy quyền ở trong gia đình đó. Những người khác họ rất dễ công nhận cái uy quyền của chúng ta. Một trong những cái sai lầm của nhiều người là gì? Họ mong muốn có uy quyền, nhưng họ sống một cái đời sống không xứng đáng để nhận uy quyền đó, và tự họ đánh mất uy quyền đó. Rồi họ cứ nói: tại sao người này không tôn trọng tôi, tại sao người kia không tôn trọng tôi, tại sao người này thế này, tại sao người kia thế nọ. Rồi mỗi khi đến với Chúa, họ chỉ biết cầu nguyện cho những người khác: Chúa ơi xin hãy biến đổi vợ con, Chúa ơi xin hãy biến đổi con của con, Chúa ơi xin hãy biến đổi người này, biến đổi người kia. Nhưng họ không nhìn vào bản thân của họ để thấy những cái sai của họ. Như vậy thì nếu áp dụng giống như trường hợp của vợ chồng chúng tôi, thì cái người chồng đó để làm gì? Tôi tin rằng người chồng đó thấy thì cứ ngồi đó oán trách vợ con mình, rồi cứ cầu nguyện: Chúa ơi biến đổi vợ con, Chúa ơi biến đổi con của con. Thì lời khuyên của tôi là lên đi đến một cái nơi riêng tư của mình, tra xét lại đời sống của mình, hãy nhìn thẳng vào những cái sai của mình, hãy can đảm, hãy dũng cảm, hãy trung thực để nhận nó, hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa và hãy cầu nguyện: Chúa ơi xin giúp con
để chính đời sống con được thay đổi trước. Và tôi tin rằng khi mà chính chúng ta bắt đầu có những sự thay đổi tích cực thì những người xung quanh của chúng ta sẽ dần thay đổi. Amen không anh chị em? Câu chuyện vĩ đại nhất là câu chuyện về Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng trong khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Tôi hỏi anh chị em một câu, Đấng Christ có tội gì không? Ngài không có tội gì cả. Ngài không hề có tội gì cả. Nhưng mà Ngài đã bằng lòng từ bỏ thiên đàng ở trong một khoảng thời gian nhất định để xuống thế gian này. Và qua sự chết hy sinh của Chúa trên thập tự giá mà loài người chúng ta đã được mở ra một con đường sống, và nhiều người trong chúng ta đã được cứu. Chúng ta đây, những cơ đốc nhân thật đang ở trong căn phòng này, hoặc là những cơ đốc nhân đang theo dõi trên mạng internet, là những người đã được cứu nhờ sự chết hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Amen không chị em? Chúa Giêsu đã không đến để lên án chúng ta. Chúa Giêsu không đến để chỉ trích chúng ta, mà Ngài đến để có thể hy sinh cho chúng ta. Ngài đến để có thể làm tất cả những điều tốt lành nhất để chúng ta được cứu, để tất cả chúng ta ngày hôm nay có thể gọi Đức Chúa Trời Abba là cha. Anh chị em ơi, nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay chúng ta chỉ biết lên án người khác. Chúng ta đứng trước một cái xã hội bất công, chúng ta lên án hết điều này đến điều nọ. Chúng ta nói Mỹ chưa đã, chúng ta lên Facebook chúng ta đăng. Rồi chúng ta tuần 5, tuần 3 chúng ta lên án điều này, chúng ta lên án điều kia. Và chúng ta càng lên án thì xã hội không thay đổi gì cả. Nhiều người có đó, thậm chí nói thế này, cái xã hội này khốn nạn thật. Tôi nghe nhiều người nói vậy. Cái dân tình gì mà khốn nạn thật. Nếu đó là cơ đốc nhân thì đáng buồn thôi. Tôi mong họ làm ngược lại. Nếu tôi có cơ hội gặp những người đó, tôi sẽ hỏi một câu nhẹ nhàng thôi: bạn đã làm được gì cho xã hội này? Nếu bạn chưa làm được gì cho xã hội này thì bạn đừng bao giờ mở miệng nói câu đó. Có người chửi rủa công an cái thầm tệ. Tôi không đồng tình về tất cả những gì mà những người công an làm, bởi vì có những cái rõ ràng chính báo chí của nhà nước đưa tin họ làm sai. Nhưng tôi không bao giờ rủa công an. Tôi không bao giờ ngồi đó mà nói công an toàn là tham nhũng hối lộ. Nói đấy thế không đúng. Nó phải công an là cũng tham nhũng hối lộ. Và kể cả khi có nhiều người đã rơi vào cái tình trạng tham nhũng hối lộ, thì nếu chúng ta thật sự nhìn lại thì có nhiều người trong chúng ta phải ăn năn trước. Nhiều người trong chúng ta đã góp phần vào trong cái sự tham nhũng hối lộ đó. Khi chúng ta mong muốn cho mình được việc trước, chúng ta muốn chạy nhà chạy đất, chúng ta muốn được việc của mình, chúng ta chủ động làm cái việc mà chúng ta thường hay kháo với nhau á, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chúng ta đưa tiền cho người ta và chính chúng ta đã đặt ra những sự cám dỗ đó. Chúng ta xử hư cho những người đó. Ban đầu có thể họ chưa phải như vậy đâu, nhưng mà chúng ta cứ làm như vậy hoài, cuối cùng thì chúng ta đã biến người khác thành con người tội lỗi. Và chúng ta, mỗi một người dân như vậy, cứ làm như vậy, mỗi lần cần bán đất bán đai, mỗi lần cần xây nhà xây cửa, thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ đưa cái phong bì cho nó lại. Chúng ta không cần pháp lý gì cả, không cần trình tự gì cả, chúng ta đi gặp những người mà chúng ta nghĩ là giúp được cho chúng ta, chúng ta đưa cái phong bì đó. Và cứ lâu ngày dài tháng, mỗi một người dân làm như vậy thì chúng ta đã vô tình đặt ra những sự cám dỗ cho những con người, và từ đó họ phạm tội rồi chúng ta lên án họ. Lời khuyên của tôi là đừng tiếp tục lên án chửi rủa người khác nữa. Thay vào đó nhìn lại mình đi. Rất nhiều người dân cần phải ăn năn về điều này. Chúng ta là những người ích kỷ tham lam trước đó. Và kể cả khi nếu chúng ta ở trong địa vị của người công an đó, chưa chắc gì chúng ta có thể làm tốt hơn người công an đó. Đừng có vội lên án người khác. Nếu mà chúng ta bước vào cái bệnh viện và chúng ta không có vội đưa phong bì cho những người y tá, thì sẽ không có cái tệ trạng rằng người ta đối xử người giàu thì được o bế chích một cách nhẹ nhàng, còn người nghèo thì lủi một phát cho đau, lủi để đưa tiền ra. Tôi nói là không phải là vu khống, mà chính gia đình của chúng tôi có những nạn nhân đó. Ngày xưa mẹ của tôi, mẹ tôi kể tôi vẫn còn nhớ, mẹ tôi đi bệnh viện để sinh tôi ra thì mẹ tôi đã bị đối xử tồi tệ. Họ làm mẹ tôi rất đau, trong khi họ làm những người khác rất là nhẹ nhàng, chỉ vì mẹ tôi nghèo không có tiền. Nếu mà chúng ta có cái đầu suy nghĩ một cách bao quát hơn nữa, chúng ta sẽ thấy cái nguyên nhân sâu xa là tại sao. Vì có quá nhiều con người ích kỷ, quá nhiều con người chỉ muốn được việc cho mình, và cứ thế cứ đút lót, và chúng ta vô tình xử hư cho rất là nhiều người. Và nhiều người dân làm như vậy trải qua nhiều năm tháng thì cuối cùng nó trở thành một tệ trạng, và chính chúng ta là thủ phạm đầu tiên. Nếu như mọi người chúng ta đều tôn trọng pháp luật, chúng ta là những người bước vào trong cái bệnh viện,
và chúng ta làm như thế này sẽ đẹp biết bao nhiêu. Tôi không cấm hoặc là tôi cũng không có bài bác cái chuyện chúng ta có quà cho những người đã làm ơn chúng ta. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em là có một lần đó tôi đã chỉnh một người y tá và tôi tin người đó sẽ nhớ đời. Cái người đó đã làm cho một người thân của tôi rất là đau, bởi vì ở trong căn phòng đó mọi người đều có phong bì nhưng mà người thân của tôi thì không có phong bì nào cả. Tôi gặp cái người y tá đó và tôi nói vừa trong tình yêu thương vừa trong uy quyền, tôi hỏi chị làm việc cho cái khoa này bao lâu rồi? Cô ta bắt đầu nói với tôi làm cho bao lâu. Tôi nói thế này: thưa chị, nếu như mà chị chăm sóc người thân của tôi tốt thì tôi nói thật với chị, tôi luôn sẵn sàng để có một cái món quà để có thể tưởng thưởng cho những người mà họ đã phục vụ tôi, và tôi đang định làm điều đó. Nhưng tôi rất là tiếc cho chị, bởi vì tôi chưa kịp đưa cho chị món quà đó thì chị đã thể hiện sự bất công đối với người thân của tôi. Tôi thấy chị đã đối xử rất tốt với những người khác và tôi quan sát thấy họ đưa phong bì cho chị, còn tôi thì chưa có đưa cái phong bì nào cả, và chị đã làm cho người thân của tôi rất là đau. Và tôi nói thật với chị rằng nếu chị không dừng lại thì tôi sẽ làm việc với ban giám đốc, và tôi e rằng chị khó lòng đứng vững ở trong cái công việc của chị hiện tại. Tôi mong là chị hãy làm đúng những cái điều y đức mà bệnh viện nêu lên, cần phải phục vụ một cách công bằng tất cả mọi người trong tình yêu thương, trong sự chăm sóc tận tình. Và khi chị phục vụ tốt như vậy, những người biết ơn chị họ sẽ có những món quà xứng đáng cho chị, chị không mất cái gì cả. Nhưng mà khi chị làm như vậy là chị đang bày tỏ một cái điều rất là gian ác ở trong cuộc sống. Tôi nói thẳng như vậy và cái người đó im thinh tích không trả lời tôi gì hết. Ngày xưa khi mà tôi được gọi đi nghĩa vụ quân sự thì lúc bấy giờ nhiều người nói với tôi rằng tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, tại sao phải đi nghĩa vụ quân sự, như vậy thì tương lai và sự nghiệp tôi không còn gì nữa, mất 2 năm tôi về là sẽ không còn gì nữa. Họ nói với tôi rằng không có người nào tốt nghiệp đại học mà lại chấp nhận đi nghĩa vụ quân sự cả. Họ khuyên tôi là nên đút lót cho những cái người có trách nhiệm trong đó để được ở nhà. Và tôi đã nói rất thẳng thắn, tôi là con cái của Đức Chúa Trời và tôi sẽ chấp hành luật pháp của đất nước này. Nếu như trong một cái độ tuổi mà người ta gọi tôi đi nghĩa vụ quân sự và tôi là người công dân của đất nước Việt Nam này thì tôi sẽ chấp hành điều đó và không bao giờ dùng tiền bạc để bẻ cong luật pháp. Và tôi quyết định đi nghĩa vụ quân sự. Và tôi cảm ơn Chúa vì cái đó là quyết định đúng đắn. Bởi vì trong những năm tháng tôi ở trong quân ngũ đó đã giúp cho tôi có được những cái tính cách, những sự rèn luyện mà ở nơi khác không có được. Thưa anh chị em, có rất là nhiều điều bất cập ở trong cuộc đời này. Có những người vợ tối ngày cứ phàn nàn chồng mình, tại sao chồng của mình không yêu thương, không trìu mến mình, tại sao chồng của mình ít quan tâm đến gia đình, tại sao chồng của mình thế này thế nọ. Nhưng mà có khi những người phụ nữ đó cần phải tra xét lại đời sống của mình, bản thân của họ có yêu thương, có trìu mến chồng mình không, họ có nói năng dịu dàng với chồng mình không. Có những lúc người chồng gặp nhiều căng thẳng ngoài xã hội, có những người đã đối xử tồi tệ với người chồng ấy, người chồng có nhiều sự bất bình ở trong lòng, có nhiều nỗi đắng cay, mong muốn trở về nhà gặp được người vợ của mình để người vợ của mình sẽ lắng nghe, sẽ thấu hiểu, sẽ chia sẻ. Nhưng mà người chồng đã thất vọng hết lên cái lần khác, cái người vợ đó đã không thật sự muốn lắng nghe, đã không thật sự muốn chia sẻ, mỗi lần nói thì như đốt cháy vào mặt mình. Lâu dần thì cái tình yêu nó nguội lạnh và nó khiến người chồng trở nên cộc lốc, nó khiến người chồng chán nản, không còn muốn quan tâm đến gia đình nữa, không có muốn có trách nhiệm gì với gia đình nữa. Giá như cái người vợ đó ý thức rằng chính bản thân mình cần thay đổi trước, nếu đó là một cơ đốc nhân thì trước hết cầu nguyện: Chúa ơi, xin Ngài thay đổi chính con, xin giúp con thay đổi chính mình con. Và rồi nếu Chúa chỉ cho mình cái điều sai mình chấn chỉnh lại trước thì tôi tin rằng tình hình sẽ được cải thiện. Người chồng trở về nhà trong sự mệt mỏi, người chồng trở về nhà trong sự căng thẳng, người chồng trở về nhà trong những nỗi thất vọng đắng cay và bắt đầu muốn kể cho vợ mình nghe, muốn tâm sự cho vợ mình, người vợ nói một câu rất là mát lòng và sẵn sàng lắng nghe những gì mà chồng muốn chia sẻ, hay là em sẵn sàng lắng nghe những gì mà anh muốn chia sẻ, và sau đó thì thật sự ngồi đó và lắng nghe. Và thậm chí có nhiều khi chồng mình bức xúc có thể nói những cái lời gì đó mà nó không nhẹ nhàng lắm, nhưng mà bởi vì người vợ thật sự muốn lắng nghe và cảm thông cho nên lắng nghe với một cái tinh thần rất là trìu mến, và sau đó thì bắt đầu có những cái sự yên ủi, khích lệ, nâng đỡ, thì tôi tin rằng sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Khi người chồng nhìn thấy người vợ đối xử mình như vậy thì tôi tin rằng dù cho trước đó người chồng đó không có yêu vợ mình lắm, không có quan tâm đến vợ mình lắm,
lắm thì rồi người chồng cũng phải suy nghĩ lại, đúng không anh chị em? Vấn đề là nhiều người trong chúng ta cứ đòi hỏi người khác mà mình không chịu đòi hỏi nơi chính mình. Rất nhiều lần tôi bắt gặp tôi giống như vậy, và mỗi một lần như vậy thì tôi thật sự nghe được tiếng của Chúa. Chính con phải thay đổi, chính con phải thay đổi trước. Cho tới giờ phút này tôi vẫn phải tiếp tục thay đổi ở trong gia đình của tôi cũng như ở trong hội thánh. Những cái gì mà Chúa chỉ ra là tôi làm chưa tốt thì tôi sẽ can đảm để thừa nhận nó, và tôi sẽ khắc phục càng sớm càng tốt. Và tôi thấy rằng khi làm như vậy, chúng ta không mất cái giá trị con người của mình. Chúng ta chẳng có mất cái giá trị con người của mình khi chúng ta hạ mình xuống để xin lỗi người khác đâu anh chị em. Chúng ta không có mất cái giá trị của mình khi mình thừa nhận những cái điều thật sự là khuyết điểm của mình. Còn nếu chúng ta thật sự có đầy khuyết điểm mà chúng ta không bao giờ nhìn nhận, thì tôi xin thưa với anh chị em, có nhiều người họ nói rằng như là khinh chúng ta, đúng không? Làm sao mà chúng ta những cơ đốc nhân có thể khinh người khác khi người khác thật sự ăn năn tội lỗi của họ? Tôi chưa bao giờ có một cảm giác khinh người khác khi họ đứng và họ ăn năn các chân thành tội lỗi của họ. Tôi luôn cảm thấy con người đó thật là đáng trân trọng. Có một lần là tôi đối diện với một người thanh niên rất là gian ác. Đây là một trong những cái tay mà cộm cán trong làng xong rồi đẹp, mình mẩy xong kín hết, xong phụ nữ lọa thể, xong những cái vấn đề dục dục ở trên thân thể, xong rồng, xong rắn, những cái rất là ghê tởm. Cái người này á, là cái người mà đã từng đua xe tháo thắng từ trên đỉnh đèo Hải Vân chạy xuống dưới, những cái tên mà số 1 trong giang hồ mà dám chơi cái trò này. Có nghĩa là những người muốn tham gia đua xe là phải có một cái sự cam kết với nhau. Luật chơi là gì? Tháo thắng, thằng nào sợ thì được chơi. Có nghĩa là đua là một là thắng, hai là chết. Người này đã trải qua nhiều cuộc đua xe như vậy mà không chết, có nghĩa là dữ dằn lắm. Và ở trong nhà tù, Chí Hòa đã vào ra nhà tù tổng cộng là 5 lần. Và ở trong nhà tù thì làm cái nghề là xăm mình, xăm mình cho những người nào muốn xăm mình và kiếm được tiền ngay trong nhà tù luôn. Và nếu mà nói về phụ nữ thì cái người này đã qua không biết bao nhiêu là người phụ nữ, đã làm hại biết bao nhiêu trinh nữ ở trong cuộc đời của mình, và cảm thấy rất là khoái trá mình đó. Và người này là cái người vừa chơi ma túy mà vừa bán ma túy nữa. Và trong một cái dịp đó, tôi đã có cơ hội để tiếp xúc với người này. Tôi công bố lời Chúa cho người này. Người này vừa mới ra khỏi khám Chí Hòa chưa bao lâu thì gặp tôi. Và khi tôi công bố lời Chúa trong lần đó thì người này đã thật sự nhìn thấy tội lỗi của mình, và người này đã hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và tôi rất là tế nhị lắm. Tôi kéo người này ra, tôi nói là bây giờ đi vào trong phòng riêng đi. Tôi nghĩ rằng những cái điều này em nên ăn năn với Chúa trong phòng riêng. Nhưng mà cái người này nói, dạ không, em sẽ ăn năn trước mặt mọi người, bởi vì cuộc đời của em là cuộc đời quá tội lỗi và em đã làm hại rất là nhiều người. Em muốn nói ra để cho nhiều người họ biết được mà họ rút kinh nghiệm trên cuộc đời của họ. Và cái người này đã ăn năn với Chúa trong giây phút đó. Khi tôi nhìn thấy người này ăn năn, nói ra những tội lỗi gớm ghiếc, những cái tội lỗi, tôi nói ví dụ thế này là để nói cho anh chị em thấy rằng có những cái tội lỗi nó gớm ghiếc mà nói vui giống như bây giờ là nó độc mà nó lạ kiểu mà mình chưa bao giờ nghe. Có bao giờ anh chị em đã từng gặp những cái người mà họ phạm tội thế này không? Họ là những cái người mà cuồng dâm, bạo dâm đến cái mức độ mà họ lấy một cái con dao, họ rạch cái đầu dương vật của họ này, rồi họ nhét những cái viên bi vào trong đó để làm gì? Để khi mà họ ham muốn về tình dục thì họ sẽ tìm một cái người nữ và họ sẽ quan hệ tình dục với người đó, hoặc là hãm hiếp, hoặc là đi tìm gái mại dâm hay thế nào đó. Và họ muốn là khi họ quan hệ tình dục xong lần đó thì cái người đó nát luôn bộ phận sinh dục. Anh chị tưởng tượng là tôi gặp những con người như vậy trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi đã thật vậy, khi họ đứng họ ăn năn, tôi chưa bao giờ có cảm giác khinh bỉ họ. Tôi nhìn thấy họ là những người đáng trân trọng. Đó là những người can đảm, đó là những con người dũng cảm, đó là những con người khiêm nhường trong giây phút đó. Còn tôi nói thật, mặc dù tôi không muốn đâu, nhưng có những cái cảm giác rất tự nhiên trong tôi. Tôi thổ thật trong tôi có những sự khinh bỉ. Khinh bỉ ai? Khinh bỉ những con người mà họ có tội rõ ràng mà họ không ăn năn, mà họ cứ lấp liếm hết lần này tới lần khác. Lẽ ra họ phải ăn năn từ lâu lắm rồi, ăn năn về nhiều điều lắm. Nhưng tôi đã thấy những con người đó họ chưa từng thật sự ăn năn. Thay vào đó tôi thấy họ cứ nói người này, nói người khác, họ chỉ ngón tay vào người nọ. Thật đáng tiếc cho họ. Nếu họ cứ tiếp tục như vậy suốt cuộc đời này, họ chỉ là những con người rẻ tiền, những con người tội lỗi và thất bại.
của họ là kết thúc tồi tệ. Hôm nay tôi giảng bài giảng này một lần nữa với cả trái tim của tôi mong muốn rằng tôi và anh chị em đều sẽ là những con người chân thật trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt những người khác và cũng chân thật với mình nữa. Amen không anh chị em? Có nhiều lúc chúng ta dường như oán trách Chúa và nói Chúa ơi, tại sao đời sống con không thăng tiến? Tại sao con đi với Chúa lâu năm rồi, nhưng mà tại sao con không có quyền năng của Chúa? Con đi với Chúa lâu năm rồi mà tại sao con không có đạt được những cái gì thật sự có giá trị trong cuộc đời này? Và thậm chí tại sao con có quá nhiều đau khổ? Tại sao con cứ ở trong sự xung đột này xung đột nọ với người khác từ trong gia đình của con? Và tại sao chúng ta dường như muốn nói là Đức Chúa Trời bất công với chúng ta, Đức Chúa Trời không yêu thương chúng ta, Đức Chúa Trời là đấng chẳng có quan tâm gì đến chúng ta cả. Nhưng tôi xin thưa với anh chị em rằng Đức Chúa Trời không phải như vậy đâu. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta nhất trên cuộc đời này. Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta nhất, bởi vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới đến từ sự tốt trên đầu của chúng ta thôi. Cha mẹ của chúng ta cũng chưa từng làm được điều đó đúng không? Họ chưa từng nghĩ là họ sẽ làm điều đó và họ cũng không có năng lực làm điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm điều đó, đang làm điều đó và sẽ tiếp tục làm điều đó. Ngài đến từng bước chân trên cuộc đời của chúng ta. Ngài rất muốn từng người trong chúng ta trở thành những con người tự do thật. Ngài rất muốn từng người trong chúng ta sẽ là những người khỏe mạnh. Chúng ta không hề bị những cái bệnh tật ốm đau nó làm cho mình phải bị khốn khổ. Ngài rất muốn chúng ta được tự do khỏi những nan đề. Ngài rất muốn chúng ta trở nên những con người hữu hiệu, kết quả ở trong vương quốc của Ngài. Ngài muốn là Ngài muốn tất cả chúng ta đều được bắt thêm trong Thánh Linh. Ngài muốn tất cả chúng ta đều được đầy dẫy Thánh Linh. Ngài muốn chúng ta đều là những người vừa có ân tứ của Chúa vừa có bông thái của Chúa. Ngài muốn chúng ta trở thành những người thật sự đầy quyền năng. Nhưng tại sao chúng ta không được như vậy? Và ngược lại, chúng ta cứ sống trong đau khổ hoài, dằn vặt hoài, bệnh tật hoài, mà chúng ta dường như không thoát ra khỏi được. Đó là vì chúng ta không biết tra xét cuộc đời mình. Chúng ta kiêu ngạo mà chúng ta không biết mình kiêu ngạo. Chúng ta luôn chỉ tay vào người khác và nói là người khác kiêu ngạo. Có thể người khác kiêu ngạo thật, nhưng thì sao ạ? Đó là việc của họ với Chúa. Chúa là đấng công bằng. Nếu họ kiêu ngạo thì Chúa Trời sẽ xử họ, không tới lượt chúng ta. Amen không chị em? Hãy học cái cách của Phu Nam Bích đó. Ở trong buổi tối thứ sáu, Thảo đã chia sẻ một điều rất là cảm động. Thảo đã chia sẻ về cái tinh thần của Phu Nam Bích. Thảo nói rằng Phu Nam Bích đã có nhiều cơ hội để có thể trả đũa vua Sau Lơ. Bởi vì Sau Lơ đã toan làm hại mình hết lần này tới lần khác. Sau Lơ là cái người quy sát mạng sống của David. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, David đã không đụng vào Sau Lơ, tuyệt đối không muốn làm hại. Và kể cả những người nào muốn làm hại Sau Lơ thì David sẽ có cái sự trừng phạt đối với người đó. Sau Lơ không hề là người tốt. Sau Lơ là một vị vua tội. Sau Lơ là một cái đầy ganh tị, độc ác. Nhưng mà David luôn suy nghĩ trong đầu rằng đây là người được Đức Chúa Trời sức dầu. Và tôi mãi mãi không bao giờ đụng đến người được sức dầu của Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng David cũng có một sự hiểu biết ở trong đầu của ông ta. Sự hiểu biết đó là gì? Nếu như Sau Lơ làm sai thì chính Đức Chúa Trời là đấng có thẩm quyền để xử Sau Lơ, không phải là tôi. Amen không chị em? Nhiều người trong chúng ta thật là sai lầm thì chúng ta muốn làm quan án. Cho nên đời sống chúng ta luôn chỉ trích người khác, luôn càm ràm, luôn phàn nàn, chúng ta không bao giờ hài lòng cả. Tôi nói thật với anh chị em, một trong những điều quý giá mà tôi đã học được trong suốt quá trình đi theo Chúa là tôi luôn luôn lạc quan. Từ trong gia đình, hoặc là trong hội thánh, hoặc bước ra ngoài xã hội, tôi không thích sự chỉ trích lên án người này người kia. Nếu mà tôi có nói thì tôi nói những cái vấn đề chung, tôi không nhằm vào ai cả. Tôi chỉ nói thực trạng để tất cả mọi người có thể soi mình trong đó và thấy và tự rút tỉa kinh nghiệm. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn vào một người nào đó, chỉ người đó và nói người đó, bêu xấu người đó trước mặt người khác. Không. Nhưng mà có một cái điều nó quái quăng lắm, tôi lại thường bị người khác làm ngược lại như vậy. Thật ra thì họ chẳng làm gì tôi đâu, bởi vì đấng gìn giữ tôi là Đức Chúa Trời. Nếu tôi không làm sai thì Đức Chúa Trời sẽ không có lý do gì để trừng phạt tôi. Còn nếu mà tôi làm sai thì Đức Chúa Trời sẽ là đấng có trách nhiệm làm điều đó. Và nếu tôi thật sự sai thì tôi sẽ ăn năn. Đó là việc giữa tôi với Đức Chúa Trời. Họ không có cái phần gì trong điều đó cả. Và tôi chỉ thấy đáng thương cho họ khi họ mất quá nhiều thời giờ. Trong khi đó, nếu mà nhìn lại, nếu mà thật sự đặt lên bàn cân á, thì chưa chắc gì ai là công chính hơn ai, chưa chắc gì ai là tốt hơn ai, chưa chắc gì ai là quyền năng hơn ai, chưa chắc gì ai là cống hiến nhiều cho đời hơn ai. Tôi nói một cách công tâm như vậy. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu nói rằng các ngươi đừng có đòi hỏi
đòi lấy cái dầm ở trong mắt của anh em mình, trong khi có một cây đà rất lớn ở trong mắt các người. Nhiều người trong chúng ta, vì chúng ta có một cây đà rất lớn trong mắt của mình, cho nên mắt của chúng ta bị lệch lạc rồi. Chúng ta nhìn người ta làm đúng thành làm sai. Và nếu người ta làm sai nhẹ, chúng ta nhìn thấy nó sai nặng hơn nữa. Và rồi chúng ta cũng nhìn thấy có những người sai nặng mà lại là được làm đúng. Cái kiểu nó lệch lạc, không có chuẩn xác cái gì cả. Như vậy thì cái điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta là chúng ta phải bắt đầu với chính mình. Bắt đầu với chính mình, các anh chị em. Trải qua những năm tháng mà tôi bị ném xuống tận hố, thì anh chị em biết có rất là nhiều lần tôi đến với Chúa và tôi cầu nguyện. Tôi nói với Chúa thế này: thưa Chúa, những năm tháng ấy thật đau đớn với con, cũng có những điều nhục nhã, con phải Chúa ơi, con bị thiệt hại rất nhiều, nhưng mà con nói một cách chân thành với Chúa chứ, trong mọi sự Chúa tuyệt đối công bằng. Và quả thật mọi sự hiện lại là đến kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi không hoàn hảo, có những điều tôi sai, có những điều tôi không tốt, nhưng mà tấm lòng tôi dành cho Chúa là tấm lòng chân thành. Tôi yêu Chúa thật sự, tôi kính sợ Chúa thật sự, và tôi muốn sống cho Chúa, chết cho Chúa. Và Chúa nhìn thấy tấm lòng đó, Ngài ban ơn cho cuộc đời của tôi, và Ngài cất nhắc tôi lên, kể cả những điều tưởng chừng như những điều không tốt đẹp, những điều rất tồi tệ xấu xa xảy đến mà tôi không mong muốn nó xảy đến, thì Chúa cũng có thể dùng những điều đó để tỉa sửa cuộc đời tôi, để trang bị cho cuộc đời tôi, để làm cho cuộc đời của tôi trở nên một cuộc đời bản lĩnh hơn, một cuộc đời dày dạn hơn, một cuộc đời có nhiều sự hiểu biết và kinh nghiệm hơn, để khi tôi lắng nghe ai đó, tôi hiểu được trái tim của họ. Cho nên tôi có thể nghe được tất cả anh chị em, những người nào thật sự không cái điều gì đó khó khăn trong cuộc đời của mình, những cái điều gì đó mà mình cho rằng nó buồn khổ, thì tôi tin rằng tôi sẽ không ngạc nhiên khi mà nghe anh chị em nói điều đó đâu, bởi vì tôi đã trải qua những điều tương tự, thậm chí có những điều tôi trải qua nó còn hơn cả những điều mà anh chị em trải qua. Và vì vậy cho nên khi tôi lắng nghe anh chị em, tôi sẽ hiểu rất là nhanh, và tôi hoàn toàn cảm thông, và tôi hoàn toàn có những giải pháp thiết thực để đưa ra cho anh chị em, và điều đó sẽ ích lợi cho cuộc đời của anh chị em. Như vậy tóm lại một điều, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Những năm tháng mà tôi ở dưới tận đây đó, nó không phải là vô ích. Tôi học được nhiều bài học lớn, và một trong những cái bài học lớn đó là bài học mà ngày hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em: chính con phải thay đổi trước. Có những lúc Chúa chỉ cho tôi thấy tôi thiếu kiên nhẫn, thật sự thiếu kiên nhẫn, và chính trong những hoàn cảnh đó đã gia tăng thêm cái đức tính kiên nhẫn ở trong tôi. Có những lúc Chúa chỉ cho tôi thấy thiếu sự nhịn nhục, và chính trong những hoàn cảnh oan ức đó đã gia tăng thêm sự nhịn nhục ở trong tôi. Có những lúc thiếu sự khôn ngoan, và chính trong những hoàn cảnh nhất định nào đó tôi học được sự khôn ngoan của Chúa, và được gia tăng thêm sự khôn ngoan của Chúa. Và thật sự đối với tôi bây giờ, khi đối diện với Chúa và cầu nguyện cái lời cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin giúp con thay đổi chính mình, là một lời cầu nguyện thật sự dễ dàng. Tôi nhắc lại một lần nữa, không phải là vì chúng ta sai, chúng ta tội lỗi, không phải chỉ vì điều đó mà chúng ta phải thay đổi trước. Có những người trong chúng ta thật sự đang rất là tốt, có những người trong chúng ta thật sự đang rất đầy tâm huyết, nhưng mà có điều gì đó trong chúng ta nó còn kém thiếu, và Đức Chúa Trời đang muốn thêm lên. Và có những lúc Ngài dùng nghịch cảnh để có thể tôi luyện chúng ta, trui rèn chúng ta, và thêm lên những cái gì mà chúng ta đang thiếu, để rồi chúng ta sẽ trở thành một người chiến sĩ quả cảm ở trong quân đoàn của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ chiến thắng những kẻ thù của chúng ta rất dễ dàng hơn. Cho nên đừng vội oán trách Đức Chúa Trời, và đừng oán trách người khác. Tôi cảm ơn Chúa, tôi cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng vô cùng khi đời sống của tôi không có oán trách người khác. Cho nên thỉnh thoảng tôi nhắc nhở người vợ yêu dấu về điều đó. Tôi mạnh dạn nói với người vợ của tôi thế này: vợ hãy học giống như chồng, giống như là tôi đã học từ nơi Chúa, và tôi truyền đạt lại cho vợ của tôi. Học điều gì? Đó là trong mọi việc mà chúng ta đối diện, đừng vội oán trách, đừng vội lầm bầm. Thay vào đó, hãy cầu nguyện với Chúa một cách tích cực, và hãy có những lời công bố. Amen con chị em. Tôi thách thức anh chị em hãy áp dụng điều này vào trong đời sống. Có những người vợ đang rất cay đắng chồng của mình, và thường xuyên cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin thay đổi chồng của con. Thay vì cứ tiếp tục làm như vậy mà không hiệu quả, hãy đổi chiến thuật đi. Hôm nay hãy về nhà và hãy cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin giúp con thay đổi chính con. Và hãy làm theo những gì mà Chúa chỉ ra. Nếu lúc đó Chúa nói với chúng ta rằng con đang có sự cay đắng trong lòng, chính sự cay đắng nó làm ngột ngạt mối quan hệ giữa con với chồng con, thì chúng ta hãy nhân danh Chúa Jesus Christ mà khước từ sự cay đắng đó đi. Amen con chị em.
khứ từ và công bố tha thứ cho từng người một. Nếu chúng ta đang có sự cay đắng với chồng của mình thì hãy công bố tha thứ cho chồng của mình. Amen không? Ở khi người chồng của mình trở về, hãy hành động trong đức tin. Tôi nói là hành động trong đức tin. Tại sao? Bởi vì về mặt cảm xúc nó khó cho chúng ta lắm. Vì người chồng chúng ta đã làm tổn thương chúng ta, người chồng của chúng ta đã làm những điều tồi tệ nào đó từ trước đến nay, và thậm chí có những cái ấn tượng không thể phai mờ, dường như nó cứ rõ mồn một ở trong tâm trí chúng ta, mà chúng ta cứ nghĩ là mình không thể nào tha thứ cho lấy về cái việc rất là tồi tệ đó được. Nhưng các chị em ơi, người công chính sống bởi đức tin. Cho nên hãy làm như thế này: bất kể lúc đó cảm xúc ra sao, những cái ấn tượng về những cái điều tồi tệ trong quá khứ nó như thế nào, đừng quan tâm. Hãy mở miệng ra và công bố ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta tha thứ, đúng không? Không thể nói khác được. Chúa muốn chúng ta tha thứ cho bất cứ ai. Vậy thì trong trường hợp đó, hãy bất chấp cảm xúc của mình và mở miệng ra và nói là: đứng trên Chúa Jesus Christ, ta khước từ linh cay đắng, ta ra lệnh cho ngươi phải cút khỏi ta cùng với những cái tư tưởng và cảm xúc cay đắng ở trong ta, và nhân danh Chúa Jesus Christ con tha thứ cho chồng của con về việc này việc kia. Tôi cam đoan với các chị em rằng sẽ có kết quả. Những người chồng của mình đừng bắt câu ngồi đó: Chúa ơi, thay đổi vợ con. Nếu mà thật sự có kết quả thì nó đã có kết quả rồi, đúng không anh chị? Có một cái điều mà tôi học được là nếu tôi làm điều gì đó trong một thời gian dài mà nó cứ không kết quả gì cả, nó càng ngày càng tồi tệ hơn nữa, thì tôi biết rằng mình cần phải suy nghĩ lại và tìm một phương án tốt hơn, đúng không anh chị? Như vậy thì những người chồng thay vì cứ ngồi đó mà cầu nguyện rằng Chúa ơi xin thay đổi vợ con, thì chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa giúp mình thay đổi chính bản thân của mình. Và khi suy nghĩ của chúng ta thay đổi, lời nói của chúng ta thay đổi, cái nét mặt của chúng ta đối với vợ mình thay đổi, cái hành động của mình thay đổi, thì tôi tin rằng sẽ có tác dụng. Đương nhiên ở trong cuộc sống vẫn có những ngoại lệ, cũng giống như trường hợp của Judas Iscariot. Chúa Giêsu thật hoàn hảo, sự dạy dỗ của Chúa Giêsu thật tuyệt vời, không ai bằng Chúa Giêsu, không ai có tình yêu thương lớn hơn Chúa Giêsu, đúng không? Không ai khôn ngoan hơn Chúa Giêsu, không ai kiên nhẫn hơn Chúa Giêsu, không ai công bằng hơn Chúa Giêsu. Nhưng cuối cùng thì Judas Iscariot vẫn chọn phản bội Chúa Giêsu, và cuối cùng thì Judas Iscariot vẫn chọn đi ra và thắt cổ tự tử thay vì ăn năn và quay đầu lại. Ở trong cuộc sống này vẫn có những loại người như vậy, nhưng mà tôi tin rằng đa số mọi người sẽ được thay đổi khi chính chúng ta thay đổi trước. Amen. Con chị em, có một người chị em trong hội thánh này đã tâm sự rất chân thành với chúng tôi như thế này: mục sư ơi, bây giờ em không còn tin con người được nữa, và trong lòng của em đầy dậy sự nghi ngờ, em rất dễ phán xét người khác bởi vì có nhiều người đã đến với em lừa gạt em, làm cho em thất vọng, và bây giờ thật khó cho em trong các mối quan hệ. Và tôi nói với người chị em đó như thế này: hãy nghe mục sư nói đi. Nếu em đã đối diện với những điều đó thì em cần phải biết rằng mục sư cũng đối diện với những điều tương tự, và thậm chí những điều mục sư đối diện nó còn khủng khiếp hơn em nữa. Nhưng mục sư đã biết xây dựng những cái định đề trong đầu mục sư. Một trong những định đề đó là gì? Tôi sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương người khác, nhưng nếu người khác làm tổn thương tôi một lần nữa thì tôi vẫn sẽ tha thứ cho họ. Anh chị em nghĩ điều đó đúng hay sao? Có một số người xây dựng định đề khác, họ nói rằng đủ lắm rồi, người này đã làm tổn thương tôi 7 lần. Hoặc là có người nói người này đã làm tổn thương tôi 490 lần, bây giờ là lần 491, tôi không tha thứ nữa. Đó là cái bẫy của ma quỷ. Chúng ta cần phải tha thứ mãi mãi như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Và chỉ khi nào chúng ta xây dựng được những định đề đó trong đầu chúng ta và biến nó thành những cái đồn vĩ của Đức Chúa Trời trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể chinh phục được thế giới này. Thử nghĩ mà xem, làm sao tôi chinh phục được đủ loại người khác nhau trong xã hội nếu như tôi là cái con người mà lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng xây dựng cái lô cốt để bảo vệ cái tôi của mình. Không, tôi đã bị làm tổn thương rất nhiều, tôi đã bị lừa gạt rất nhiều, tôi đã bị chơi xỏ, chơi xấu rất nhiều. Nhưng anh chị biết không, tôi luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay với bất cứ ai để họ bước vào mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí có một số người cảnh báo tôi, nói thế này: mục sư cẩn thận, coi chừng có một số người họ sẽ phản mục sư. Có chừng có một số người mà mục sư tin tưởng nhưng họ có thể quay ra để họ bán đứng mục sư. Có thể có ai đó được cài đặt vào để tìm cách hại mục sư. Thì tôi đã mỉm cười và tôi nói một cách rất chân thành thế này: mục sư không sợ. Nếu mục sư làm sai, mục sư nhận những cái điều không tốt đẹp thì điều đó đáng trách cho mục sư, mục sư phải ăn năn. Nhưng nếu mục sư đã sống một cách ngay thẳng, công chính, Đức Chúa Trời đã đến bảo vệ mục sư.
Nếu Đức Chúa Trời không cho phép người ta đụng đến mục sư thì đố ai đụng đến mục sư? Và mục sư sẽ vẫn yêu những cái người rất tâm phản bội. Mục sư sẽ vẫn yêu những người muốn nổi loạn với mục sư. Mục sư sẽ vẫn yêu những cái người đang có một cái âm mưu nào đó với mục sư, giống như tất cả những người khác. Và mục sư tin rằng nếu người đó còn có một trái tim, nếu người đó còn có một lương tâm, thì một lúc nào đó người đó sẽ thay đổi. Nếu chúng ta thật sự muốn chinh phục thế giới này thì chúng ta cần phải cậy ơn Chúa để chính con người chúng ta thay đổi trước, thưa anh chị em. Có thể chúng ta không phải là con người quá tội lỗi, quá xấu xa, nhưng chỉ đơn giản là chúng ta còn thiếu yêu thương, chúng ta vẫn còn thiếu quyền năng, chúng ta vẫn còn thiếu khôn ngoan. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải tiếp tục được thay đổi. Amen không anh chị em? Amen. Amen. Chúng tôi đứng trước những nan đề của hội thánh chúng ta, tôi thật sự cầu nguyện với Chúa. Và tôi thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu trong tất cả những nan đề này có lỗi lầm nào của con, có trách nhiệm nào thuộc về con xin Chúa chỉ rõ cho con biết. Chỉ cần con biết rõ là con có trách nhiệm trong điều đó, con có sai trong điều đó, thì con sẽ hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa, thậm chí cần thiết đứng trước mặt hội thánh để xin lỗi hội thánh, và con sẽ hành động để khắc phục lại những lỗi lầm của con. Tôi thật sự thưa với Chúa những điều đó, và tôi mong rằng anh chị em cũng giống như vậy. Từ nay khi chúng ta đối diện với những cái xung đột trong mối quan hệ, đừng có đứng đó mà cãi nhau, đừng có lý luận lý lẽ gì, đừng có ở đó mà tranh giành đúng sai. Rất nhiều người đang cố làm điều này, nhưng tôi xin thưa một cách thẳng thắn, tôi không có thì giờ để làm cái điều này. Bởi vì có biết bao nhiêu người hư mất ở ngoài kia, biết bao nhiêu người bệnh tật ốm đau ở ngoài kia, có biết bao nhiêu người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Tại sao chúng ta cứ đứng đó mà tranh giành đúng sai để làm gì? Cuối cùng thì cái người đúng cũng thành ra sai, đúng không? Và cái người sai lại càng sai khi chúng ta đứng đó mà cãi nhau. Cuối cùng thì tất cả những kẻ đứng cãi nhau tranh giành đúng sai đều là sai hết. Chúa Giêsu không đến thế gian này để nói chuyện đúng sai. Nếu ngài đến thế gian này để nói chuyện đúng sai thì tất cả chúng ta sẽ đi địa ngục hết, đúng không? Ai dám ngỗ ngược tự xưng là mình không sai? Chúa Giêsu đến thế gian này để nói về việc yêu thương nhau, về việc tha thứ cho nhau. Và chính vì ngài đến thế gian để làm điều đó mà chúng ta ngày hôm nay mới trở thành con cái của ngài. Amen. Các anh chị, hỡi người vợ hãy bắt đầu nhân từ với chồng mình, hỡi người chồng hãy bắt đầu nhân từ với vợ mình, đừng có dở cái thói côn đồ hung bạo ở trong gia đình, hở cái là sừng sổ lên, quát mắt lên, chửi rủa, đập phá. Nếu chúng ta ý thức được mình là cơ đốc nhân thì phải biết xấu hổ. Không có cái loại cơ đốc nhân nào như vậy cả. Tôi nói thẳng một câu như thế. Cho nên nếu mà chúng ta làm như vậy, chúng ta phải biết là có linh nào đó mà không phải là thánh linh nó xui dụ chúng ta. Đó là tà linh, ác linh và uế linh. Hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Và tôi mong rằng nếu anh chị em là những người như vậy thì hãy nhìn vào chính bản thân mình, nhận cái lỗi của mình và hãy để cho Chúa chỉnh sửa chính đời sống của chúng ta trước. Amen con chị. Cảm ơn Chúa. Khi tôi học được cái bài học này thì mối quan hệ của vợ chồng chúng tôi càng ngày càng tốt lắm. Tuyệt vời lắm anh chị. Thay vì chúng tôi cứ cãi nhau đúng sai thì bây giờ mỗi lần mà chúng tôi đụng đến việc gì thì cả tôi và vợ của tôi đều có một phản xạ rất tốt. Chúng tôi bắt đầu tìm cái nơi riêng tư của mình và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và chúng tôi công bố, và ngay sau đó chúng tôi làm hòa với nhau thật là nhanh chóng. Và cảm ơn Chúa, bây giờ trong tất cả mọi lĩnh vực chúng tôi cùng một tiếng nói với nhau, chúng tôi ủng hộ nhau. Và tôi thật là vinh hạnh, tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc khi có một cái người vợ đứng với mình trong chức vụ, sẵn sàng chia sẻ với mình về tất cả những cái sự trăn trở của mình, những gánh nặng của mình, sẵn sàng để cầu thay cho mình. Và gần đây tôi rất là vui, thậm chí có lúc nửa đêm vợ tôi cứ mang trăn trở trong lòng, vợ tôi đánh thức tôi dậy, vợ tôi nói rằng chồng ơi ngồi dậy và cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Chúa. Ô tôi vui vô cùng. Anh chị em biết không, trước đây tôi cố để nói với vợ tôi điều đó, cố để lý luận đủ thứ nhưng mà vợ tôi không làm điều đó. Nhưng mà sau này khi mà tôi biết cái giải pháp này đó, tôi cầu xin Chúa thay đổi chính tôi trước. Tôi bắt đầu dành thời gian cầu nguyện cho vợ mình nhiều hơn, tôi bắt đầu công bố những điều tích cực hơn, không có đứng đó mà cãi lại gì vợ mình hết, thì vợ tôi bắt đầu thay đổi. Thật là tuyệt vời. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Về mặt hội thánh cũng như vậy, có thể nhiều anh chị em có những điều mà không hài lòng về người lãnh đạo của mình, đó là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì tôi không phải là một con người toàn hảo, cũng giống như anh chị em không phải là một con người toàn hảo. Như vậy thì làm sao để các hội thánh có thể đứng vững và phát triển nếu như mỗi một người cứ càm ràm mãi, cứ lên án, cứ chỉ trích về cái gì đó mà mình không ưng ý về người khác? Chưa chắc là người đó sai, chỉ đơn giản là mình không ưng ý thôi. Mình cứ càm ràm, cứ lên án chỉ trích thì những hội thánh sẽ đi về đâu? Sẽ nảy sinh xung đột và chia rẽ mà thôi.
nảy sinh cái bè phái mà thôi. Cuối cùng thì chúng ta chẳng được gì cả, nhưng chính Satan là cái kẻ được hưởng lợi. Nó đứng ở ngoài và nó vỗ tay, nó ăn mừng ở trong thế giới tối tăm của nó. Đó là cái điều tôi nghĩ tối thì tôi cảm thấy sôi gan lên rồi. Tôi sôi gan khi nghĩ tới cái cảnh mà Satan nó đứng ngoài nó ăn mừng khi mà anh chị em trong Chúa đấu đá với nhau, chỉ trích lên án nhau. Tôi muốn Satan phải câm bặt đi cái tiếng cười ngạo nghễ của nó, và cái nét mặt của nó sẽ không còn hí ha hí hửng được nữa. Tôi muốn nhìn thấy chúng ta sẽ là những người cùng đứng lên với nhau trong một tinh thần hiệp một. Chúng ta cùng thờ phượng Chúa và cùng phục vụ Chúa theo những cách thiết thực để khiến cho công việc của ma quỷ bị phá vỡ và công việc của Đức Chúa Trời được tràn đã khắp mọi nơi. Amen. Con xem, hãy bắt đầu với chính mình. Sau giờ này tôi ước ao rằng anh chị em về nhà dành thời gian đi và cầu nguyện với Chúa. Đừng chỉ tay vào nhau nữa. Người vợ đừng chỉ tay vào chồng mình nữa. Chồng cũng đừng chỉ tay vào vợ nữa. Mỗi người hãy dành thời gian thật sự đủ để cầu nguyện với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy giúp con thay đổi chính mình con trước. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.